Vâng, Tiến Hiền chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nha em bác, một số các mặt hàng bên em hàng vừa về xong nha. Em sẽ quay nhanh trực tiếp và báo giá cho bác luôn về một số các mặt hàng bên em. Đấy thì các bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm mã hàng bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại các bác đang nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình nhá. Gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và nhớ cho em trên các bác mua hàng thì cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, trên 200 miễn phí ship nhá. Đấy, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra và thanh toán luôn nhá. Đó thì em sẽ đi về những cái mã hàng đầu tiên trong cái video hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em coi nhá. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, mã hàng đó là cái máy xông tinh dầu đuổi muỗi này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi thôi nhá, của Hacker thì cái hãng này rất là nổi tiếng và các bác chắc là nhiều bác biết về cái sản phẩm này. Đó, máy đuổi muỗi Hacker nhá. À, giá của nó sẽ là 60k một cái bộ máy này. Đấy, một bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái lọ tinh dầu. Đấy, một cái lọ tinh dầu để các bác xông để đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó không diệt được muỗi đâu ạ, nó chỉ có đuổi muỗi đi, nó tránh xa cái khu vực mà các bác sử dụng cái máy này. Khi mà các bác cắm vào thì muỗi nó thấy cái này thì nó sẽ tránh xa. Đấy, nó sẽ bay xa đi nhá. Nói chung là khi mà nó có cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi nhá, nó không bén bảng quanh khu vực nữa. Nói chung là các bác cắm ở trong phòng hoặc là các bác sử dụng trong phòng các thứ rồi. Đấy, phòng ngủ này, phòng khách các thứ là ok. Đấy, nói chung thì máy thì cực kỳ dễ sử dụng thôi. Đấy, thì bộ sản phẩm máy thì sẽ bao gồm là một thân máy và đi kèm cho các bác là một lọ tinh dầu như này. Đấy, với mức giá sẽ là 60k nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi của Hacker thôi nhá, máy đuổi muỗi của Hacker. Đấy, hãng này rất là nổi tiếng rồi. 60k một cái bộ máy đuổi muỗi Hacker nha. Và khi mà nếu mà các bác muốn có nhu cầu mua thêm tinh dầu, đấy thì hiện tại bên em đang bán là cái tinh dầu đuổi muỗi như này thì bên em đang bán bác là đi 20k một lọ nhá, 20k một lọ nha. Một lọ này là các bác đốt liên tục trong vòng là 480 tiếng nhá. Đấy, rất được lâu luôn. Đấy, 480 tiếng là 20.000 một lọ nhá, 20.000 một lọ. Còn các bác lấy nguyên máy thì một bộ máy là bao gồm một máy một tinh dầu là 60.000 các bác nhá, 60.000. Còn mua thêm tinh dầu là 20k thì đây. Cái này thì rất là dễ dàng dụng thôi. Về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đấy thì nó sẽ lên đèn báo. Và các bác gỡ cái này ra. Đấy, gỡ cái này ra này. Đấy, tháo cho em cái nắp nhựa xanh này ra. Đấy thì ở đây nó có một cái bấc nhá, một cái bấc này. Đấy, nó có sẵn cái bấc này rồi. Các bác xỏ vào đây. Đấy, xỏ vào đây và các bác xoáy cho em vào. Xoáy vào rồi. Đấy, xoáy vào đây và các bác cấp nguồn thì cái bấc này nó sẽ nung nóng, cái bấc này thì cái mức này nó sẽ bốc lên và cái mùi nó sẽ bốc lên và con muỗi nó sẽ thấy cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi chỗ khác nhá. Đấy, cái này nhà em đang dùng rồi. Đấy, các bác cắm vào trong phòng trong nhà rất là hợp lý luôn. Mình bình thường là các bác hay xài những cái dạng hương muỗi các bác đốt ấy, mùi nó cực kỳ khó chịu luôn, nhưng con này nó không có mùi các bạn. Đấy, nó không có mùi. Đấy, nó chỉ có dành riêng cho con muỗi thôi, nên là con người mình các bác cứ sử dụng thoải mái, không vấn đề gì đâu, không ảnh hưởng gì đến con người hay là trẻ em có thứ gì nhá, nên là có yên dùng yên tâm. Nói chung là hàng của hãng, hàng của Hacker này thì rất là nổi tiếng rồi, đạt rất là nhiều chứng nhận các thứ đầy đủ hết đây này. Đó, rất ok nhá. 60k nhá, 60k lên mã giúp cho em sẽ là máy đuổi muỗi nhá, là 60k một bộ máy đuổi muỗi. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác hết thì các bác lại dùng tiếp thì đang bán bác cũng lẻ một cái chai tinh dầu đuổi muỗi nha, với mức giá là 20k một chai nhá. Còn mua nguyên máy không thì là 60k thì một bộ, một hộp này là bao gồm là một máy và một lọ tinh dầu nhá. Thì đây, đấy, một bộ máy nó sẽ nha, một máy một lọ tinh dầu. Đấy, còn mua thêm tinh dầu là 20k nhá. Đấy, máy đuổi muỗi 60, tinh dầu mua thêm là 20. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái máy thổi hút bụi này. Bữa trước đang bán thì hết hàng thì đây, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, tiếp tục hàng về. Máy thổi hút bụi nhá. Cái này thì vừa có thể thổi vừa có thể hút được luôn, nhưng mà chủ yếu thì dùng cho việc thổi thì nó sẽ ok hơn, chứ hút nó chỉ là phụ thôi các bạn, chủ yếu là thổi các bạn, chủ yếu là thổi. Đấy thì về các bác dùng để mình để thổi bụi lá, thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây cái thứ này. Đấy, rồi là thổi mùn các thứ rất ok luôn. Đây, một con máy đầy đủ nguyên hộp nha. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng các thứ này. Đó, phụ kiện các thứ đi kèm. Thì đây là thân máy nhá. Sản phẩm này thì hàng của Trung Quốc nhá, made in China. Đó, em nói luôn, hàng của Trung Quốc. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá. Cực kỳ khỏe luôn. Con này máy chạy khỏe lắm. Nó thổi cực kỳ khỏe luôn, chuyên là thổi mà. Đấy, chuyên là thổi. Thì đây là cái phần dây nguồn. Sử dụng cho em trực tiếp là cái nguồn 220. Đấy, trực tiếp nguồn 220.
Đó, đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm thì các bác cầm này. Đấy, sau đó là các bác thổi đây, muốn thổi thì các bác lắp cho em cái ống về cái phía đằng trước này này, nó có cái ống chưởng chưởng trước để các bác lắp cho em cái này vào. Đó, các bác bấm là các bác thổi có thế thôi. Còn nếu mà các bác muốn hút đấy, các bác muốn hút thì các bác lại chuyển cho em cái ống này về sang bên hông nhá. Đấy, về sang bên hông. Đó, thì cái chỗ hút hút của nó thì nó sẽ là bên hông nhá. Đấy thì nó sẽ hút vào mà. Đấy thì các bác hút thì hút hút vào đây và cái hướng thì nó sẽ đẩy ra đây. Đó thì đi kèm với bác là một cái túi đựng nha. Đấy một cái túi đựng như kiểu là đựng cái rác thừa các bác hút ấy thì nó sẽ đẩy ra cái túi này các bác nhá. Đấy thì các bác lắp sẽ đúng nha, trên trên video các bác nhìn nè. Đó, thì các bác sẽ đổi cái hướng thổi ra đằng này. Đó, còn nếu mà các bác muốn thổi thì các bác lại tháo ra. Tháo ra. Đó, sau đó các bác lắp cái đầu này vào và các bác cứ thế là các bác thổi thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác một cái con máy thổi hút bụi như này với mức giá sẽ là đi 220k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Đấy, máy thổi hút bụi. Thổi hút này, bụi này. Vừa thổi vừa hút nhá, nhưng mà chủ yếu là thổi đó các bạn. Hút thì nó là phụ thôi, chính là thổi nhá. Giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất là rẻ nhá. Đấy đi bữa trước mà bác nào mà có hỏi nhưng mà chưa mua được thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Máy thổi bụi là 220.000 một chiếc đó, chuyên để các bác thổi nhá, chuyên để các bác thổi. Đây em sẽ cắm test bác coi về thực tế máy này, máy chạy khỏe lắm, nó hút nó thổi kinh khủng khiếp luôn. Đây bấm đấy các bác nghe cái tiếng máy này, đấy có thấy không, coi nhìn này. Đấy, thấy không? Nó thổi kinh khủng khiếp luôn, thổi mạnh lắm các bạn, dã man mà. Cái vòng tua của nó là 13.000 vòng trên phút cơ mà nên nó thổi khỏe lắm đây. Đấy thấy không? Thổi khỏe dã man luôn này. Con này các bác về thổi lá này, thổi bụi này rất là hợp lý luôn. Đó, anh em công trình công trường các bác sử dụng gia đình này, thổi bụi, thổi lá, thổi mùn, thổi gỗ thứ là rất hợp lý luôn. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, máy siêu khỏe luôn. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi bụi nhá. Đấy, sử dụng điện 220 các bác nhá, sử dụng điện 220. Siêu khỏe luôn, chuyên thổi các bác nhá, chuyên thổi và có thể nó hút bụi. Giá đang gửi bác là 220k một chiếc máy thổi bụi nha. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Đấy, lâu lâu quay cho bác cái mã này và cái mã này hiện tại bây giờ em vẫn đang bán rất là chạy luôn. Mà dùng cực kỳ thích luôn các bác, về dùng lau nhà, lau cửa, lau trên trần nhà các thứ này, lau kính, lau hiếc các thứ rất sạch sẽ luôn. Đó. Đó là cái giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác một cái cây chổi lau nhà tam giác này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Giá sẽ là đi 100k một cây nhá, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái miếng lót dự phòng để về các bác thay thế thì tại vì em đang bán một cái miếng lót dự phòng nha. Đấy lên mã em sẽ cái miếng lót tam giác dự phòng. Đấy thì bên em đang bán một cái miếng lót này là 20k một miếng nhá. 20k một cái miếng lót dự phòng. Thì về các bác ví dụ như mỗi lần mà mình có hỏng một cái miếng này nó bẩn rồi các bác muốn giặt để các bác lắp cái miếng khác và các bác thay thì các bác mua cho cái miếng này về thì một miếng này là 20k để các bác có thể mua thêm khi mà mua kèm chổi. Còn chổi hiện tại em đang bán chỉ 100.000 một cây thôi mà lau rất là ngon luôn. Đây sẽ mở ra cho bác coi này. Thì khi mà bên em gửi thì nó sẽtháo rời nhá, tháo rời ra. Đấy để tiện việc vận chuyển. Còn về thì các bác lắp vào các bác xài thôi. Cái này thì nó dễ dàng lắp công mà. Đấy, cực kỳ dễ lắp đặt và sử dụng luôn. Nó rất dễ lắp đặt mà lau rất là ngon luôn. Đấy, bán rất là nhiều. Đợt Tết em bán kinh khủng luôn. Đây. Đó, nó sẽ ba khúc như này. Đấy, một khúc giữa này. À, một khúc đầu này, tiếp theo là những khúc inox là khúc giữa này. Đấy, đi các bác xỏ vào, ở đây nó có cái gen xoáy này, các bác cho đây các bác xoáy vào cho em. Đấy, cho vào các bác xoáy vào là ok. Đấy, xoáy này, tiếp theo nữa thì là xoáy cho bác em cái đầu chui vào này. Đó, ấn xoáy vào, thế là xong. Cái này dễ lắp đặt lắm, chị em phụ nữ này. Đấy, rồi là các cháu trẻ mình cũng có thể lắp thoải mái và con này sử dụng đa năng đây. Có thể là xoay gập các hướng các kiểu này. Đấy, và một cái rất là hay, một cái chế độ rất hay là các bác muốn chế độ mà nó vắt ấy thì muốn tự động vắt các bác không cần phải cho tay các bác vắt thì các bác cầm các bác rút cho em, rút này, cầm rút này. Đấy thì khi mà rút thì nó sẽ xoắn vào nhà, có nhìn này nó sẽ xoắn vào nhà này. Đấy thì nó sẽ vắt khô luôn nhá. Đấy và các bác thả ra nó lại về bình thường. Đó và có lúc nào vắt thì các bác rút cho em này, một tay các bác cầm cái nhựa, một tay có cầm cái phần nối này, các bác cầm rút này. Đấy và các bác lại đẩy ra cái này rút này.
Đấy, các bác để ra cái thế là xong. Sau đó các bác lau nhá, lau cục các hướng các kiểu luôn, nó rất ok, lau nhà, lau cửa, lau kính, lau giá các thứ ok luôn. Đấy, gập gật gù thứ rất là ngon lành luôn nhá. À, quay gật 8 hướng tứ phương luôn đó. Giá thì chỉ có 100.000 một cây thôi, dùng rất là hay luôn, 100k nhá. Cây chổi lau nhà tam giác là 100k. Còn nếu các bác mua thêm cái miếng lót nha, thì hiện tại em đang bán lẻ một cái miếng lót mua về thay thế thêm thì là 20k một miếng cũng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò, mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này, vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vô ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín khít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi. Nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Muốn nhà sạch. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, lau rất là ngon luôn. Các bác có thể lau trên trần nhà này, lau dưới đất này, lau trên tường kính, tường đá hoa này. Đấy, lau mọi vị trí luôn. Đấy, và cái phật cản cũng khá là dài nhá. Các bác lau kính sạch kín kít luôn. Đấy, rồi là có cả chế độ tự vắt rất sạch, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, đây. Quay các hướng các kiểu luôn nhá. Đó thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đấy, cái này bên em bán rất là nhiều mà các bác dùng rất thích luôn đấy. Đó. Rất là hợp lý luôn này. Sức men gạch, sàn gỗ vân vân, đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín khít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, 100k một cái cây chổi tam giác nha, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm miếng lót thì tại bên em đang bán một miếng lót này là 20k một miếng nhá. Các bác có thể mua kèm thêm khi mua chổi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái ấm siêu tốc của Hikari, hàng của Nhật này, rất xịn sò luôn này, em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán cái ấm siêu tốc của Hikari này với giá sẽ là 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, cái này thì bán cũng rất là nhiều. Sản phẩm này thì có sẽ có công suất là 1500W nhá và sử dụng điện 220. Dung tích của sản phẩm này sẽ là 2.3L. Đó, về các bác dùng sử dụng gia đình thì em này rất là hợp lý luôn. Đó, chắc chắn, chất lượng, độ bền cao. Đó. Cái này thì anh em dùng con này cái từ cái đợt anh em bán là cách đây chắc khoảng tầm 3 năm rồi và anh em vẫn đang dùng cái con này luôn, siêu bền. Đấy, bữa trước là con bác đang vào là có một con anh em cũng đang dùng mà nó bị lỗi cái lỗ cái đầu dây, anh em đang dùng mà bác ấy thấy bền quá, bác phải mua, bác bảo mua được, kể cả thay dây tôi cũng mua. Đấy, vì cái chất ấm nó rất là bền, cực kỳ bền luôn đó. Dùng bền bỉ, dùng nồi đồng cô đá lắm, dùng thích cực kỳ. Đó, đây hàng vẫn nguyên siêu này. Đó, hàng của thương hiệu Hikari nhá các bác nhá, made in Japan. Đó, made in Japan, đây có chữ dập chìm luôn trên thân này. Đó, made in Japan này. Tay cầm này, thiết kế này có phần công tắc lẫy nhảy tự động nhá, khi mà nước sôi tự động sẽ nhảy nhá. Đây phần mở nắp này các bác mở ra cho em. Đó, ấn vào này, đóng được, các ấn vào các bác kéo lên nó mở ra, tự động mở ra, nó có phần lẫy nhau nhá, rất hợp lý luôn. Bên trong toàn bộ inox nhá, cực kỳ dày, inox dày lắm. Và bên ngoài thì sẽ có một cái lớp nhựa rất dày chống nóng, giữ nhiệt, cách nhiệt này, để khi mà các bác sử dụng, các bác cầm nắm này nó không bị va chạm mà nó cũng đỡ bị bỏng nhá, đỡ bị bỏng này. Đó, rất là ok. Đây là phần đáy này, đây thông số công suất này, Hikari này. Đấy, sử dụng điện 220, công suất sẽ là 1500W nhá và dung tích là 2.3L, hàng của thương hiệu Hikari. Đây phần khâu khóa đồng luôn, xịn sò. Đây là phần đế ấm nhá. Đế ấm thì sẽ có là phần đế ấm này, toàn bộ vòng ngoài được bo vùng quanh là kim loại này. Đó, đây phần đế ấm bằng khâu đồng luôn nhá. Rồi là dây nguồn to, chắc chắn, chất lượng. Nói chung là con này siêu bền, dùng thì yên tâm về chất lượng, nồi đồng cú đá đi cho em. Giá thì nó cũng rất là rẻ phải chăng thôi, chỉ có 320.000 thôi cô nhá, 320k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc của Hikari. Đó, 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Công suất là 1500W nhá, dung tích 2.3L, sử dụng điện 220 nhá. Nhớ giúp em là dùng điện 220 nhá các nhá, dùng điện 220. Thiết kế là cực kỳ chắc chắn, chất lượng. Cầm một chiếc ấm nó nặng trịch luôn. Đó. 320k, hàng của Hikari, made in Japan. Đó, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái em đèn độ đầu ba bóng này. Cái giá sản phẩm này thì rất là hạt rẻ phải chăng? Em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái đèn độ đầu ba bóng nhá, đèn độ đầu ba bóng hoặc là đèn B3, đèn D3 cũng được, D3 cũng được. Giá của nó sẽ là 120k một cái con sản phẩm đèn độ đầu ba bóng nha, hoặc hay là hai con mã gọi là
đèn D3 nhá. Con này thì nó là đèn đội đầu và nó sẽ có 3 bóng nhá, 3 bóng, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đây. Đấy cái bát coi này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Đấy một thân đèn này. Đấy, thân đèn thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, đây là cụm 3 đèn này, cụm 3 đèn. Pha led siêu sáng siêu xa, phần công tắc nút bấm ở đây. Dây đeo thì có giãn 4 chiều. Đấy, đeo rất êm đầu luôn. Đằng sau thì thiết kế nó là cái cụm để các bác để pin, cho pin vào đây nhá. Đấy, cụm để pin cho đi pin vào đây. Cái con này thiết kế rất hay này. Bình thường ấy là các bác hay mua những con đèn đầu ấy là thường thường là nó sẽ tập trung hết về đằng trước. Các bác đội ấy, thứ nhất là nó rất khó, là nó hay bị nặng ở cái phần đằng trước nên là nó rất là khó sử dụng, mà đôi khi là đeo nhiều đội nhiều là rất là mỏi cổ vì nó cứ nặng về trước mà rất là khó chịu. Thì đây con này thiết kế rất hay, là đằng trước là đèn, đằng sau thì nó sẽ thiết kế là cụm pin nên là khi mà các bác đội nó rất là cân đối dễ chịu của nhá, đội rất cân đối dễ chịu. Đây nó có cả cái phần miếng ốp và cái phần chán này nên khi có cái đội nó rất là êm, đội rất là thích luôn. Con này thì em bán khá là nhiều này, dùng rất là thích, nhiều bác phản hồi dùng cực kỳ ok đó. Và cái hai của sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cái pin là pin rời nhá, pin là pin rời và pin sẽ là pin 18650 nhá. Đây nó sử dụng hai viên pin 18650 và pin nó sẽ là pin rời. Cái pin rời cái hay của cái sử dụng pin rời này là ví dụ như là các bác có hỏng pin mà sau này các bác muốn thay là nó rất là dễ dàng thay. Đấy vậy hiện tại bên em đang bán lẻ một cái viên pin này là 20k một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin 18650. Đấy thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000, thì các bác có thể mua thêm để về các bác mua sơ cứu làm pin sơ cứu, pin dự phòng cho cái đèn này. Đấy còn hiện tại thì ở trong đèn đã có sẵn pin rồi nhá. Thì đây nó sẽ sử dụng hai viên pin này, thì các bác mở cái nắp ra, lắp cho em đúng cực vào nhá. Đấy, lắp đúng cực vào này. Đấy cộng và trừ và trừ. Đó lắp lắp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác bật đèn lên và sử dụng thôi. Và đi kèm thì sẽ có pin rồi, thì sẽ có kèm luôn cho bác là cả một cái cục sạc như này nhá. Về các bác cái đầu này các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, sau đó là cái phần này các bác cắm vào đây và các bác sạc pin cho cái đèn này, có thế thôi. Đấy, đây khi mà cắm vào nó sẽ báo đèn, hiện tại là đang là đầy nhá, đèn xanh là đang đầy. Và các bác cắm vào thì nó đang sạc, thì nếu mà chưa đầy nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đấy, đi kèm có cả cục sạc rất cẩn thận chu đáo luôn, cục sạc rời bên ngoài luôn nhá. Có đi ở đây em sẽ bật đèn test các bác coi này. Đấy, chế độ nhất này, đấy, một bóng nhá. Chế độ thứ hai là hai bóng hai bên này. Đấy, chế độ thứ ba là ba bóng luôn này, rất sáng luôn. Nếu bật ba bóng thì cực kỳ sáng mà cái tầm chiếu của nó rất là xa nhá. Đấy còn có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Một này, một đèn này, hai này, đó hai đèn, ba đèn này. Đấy, có thấy không? Sáng kinh khủng khiếp luôn. Đó. Đấy, rồi là nháy cảnh báo SOS nhá. Rồi. Rất đa chức năng và cực kỳ là hay luôn. Về cái mã hàng này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đội đầu 3 bóng nhá, hoặc là đèn D3 đều được. Giá của sản phẩm hiện tại bên em đang gửi bác là đầy đủ, bao gồm là cả đèn, cả pin, cả sạc, là full combo một cái bộ nhài mới nguyên hộp thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin để làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 nha, với mức giá là 20k một viên nhá, thì các bác có thể mua thêm. Còn sẵn trong đèn thì đã có pin rồi. Đấy, đây em quảng cáo luôn thôi. Đó. Thì đèn đầu 3 bóng nhá là 120k. Đấy, rất nhiều chế độ sáng khác nhau và cực kỳ sáng. Và cái hay của sản phẩm mới thiết kế thông minh này, rồi là nó đặc biệt là nó dùng pin rời nên là ví dụ mình có thay thế pin nó rất là dễ dàng thay thế nhá. Sửa chữa cũng dễ dàng luôn. 120k một sản phẩm nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng cũng mới về, đó là cái cuộn thiết hàn, thì em sẽ quay cập nhật cho bác luôn. Đó là đợt đấy em về cái cuộn này, thì cuộn này trọng lượng của nó sẽ là 100g nhá. Bữa trước thì nhiều bác cứ hỏi là một cuộn này thì được bao nhiêu gram với các thứ, giờ thì trước là bán cái cuộn kia thì giá nó rẻ hơn. Đấy nó dạng cuộn chắc nó khoảng tầm 30g thôi, nhưng đợt này em nhập cái lô này nó được 100g và giá nó rất là ưu đãi. Giá hiện tại em đang bán một cái cuộn thiết 100g này, giá sẽ là 30.000 một cuộn nhá. Giá này em bao giá thị trường luôn. Đấy, cam kết các bác bao giá thị trường, không không chỗ nào bán rẻ hơn nhà em luôn, thật luôn. Có chỗ người đang bán một cái cuộn 100g này khoảng tầm 5-70.000 cuộn luôn. Đấy, bên em bán bác chỉ có 30.000 một cuộn thôi. Đấy, coi như là bán lãi tình cảm với bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ, hợp lý luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiết hàn 100g nhá. 30.000 một cuộn 100g này, cầm nặng trịch luôn. Đấy, chuẩn 100g luôn nhá. Đấy, 30k một cuộn thiết hàn 100g. Tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái mã vòi đồng tưới cây. Đấy, hôm bữa về hàng mà cũng quên hôm quay bác luôn này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái vòi đồng tưới cây nhá. Đi về các bác lắp vào cái có sẵn cái dây nước thì mình về các bác lắp vào các bác xài thôi. Ở cái phần toàn bộ thân của nó là thân đồng nhá. Đấy, và cái phần đầu này thì nó sẽ có chỉnh các chế độ này,
Full xa, full gần, full mạnh, full nhẹ này, full xương này, full hạt to hạt nhỏ để các bác xoay những cái phần vòng đầu này. Đấy, các bác chỉnh cái phần vòng đầu nha, rất ok, rất là dễ xài luôn. Và đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác luôn, cho bác là một cái đai siết để về là các bác bắt cái ống nước vào, để dùng cái đai siết này các bác siết vào, thế là xong. Đó thì một bộ là bao gồm là cả vòi cả đai siết này là 40.000 một bộ nhá. Đấy, giá rất hạt rẻ mà dùng rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi đồng tưới cây nhá, toàn bộ là cái phần đầu phần thân vòi nó toàn bộ đồng luôn, các bác dùng rất là bền. Đó, cái phần đầu vòi có chỉnh được các chế độ nước khác nhau nhá. 40k một bộ sản phẩm vòi đồng tưới cây nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái vòi đồng tưới cây. Thì em đang gửi bác một cái vòi đồng tưới cây này là 40k một cái. Đấy, 40k một cái vòi đồng tưới cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ ví bấm móng tay ví hồng này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là nhà em có bộ ví xanh với lại nọ kia không, thì em nói luôn là nhà em không bán bộ ví xanh nhá, nhà em chỉ có duy nhất là cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, và em thấy là chất lượng của nó là không khác gì cái bộ ví xanh luôn, mà thậm chí là giá nó còn tốt hơn. Giá thường thường những cái bộ ví xanh các bác đang mua khoảng tầm 70-80 nghìn một bộ luôn, nhưng bộ này thì giá rất hạt rẻ, nó chỉ có là đi 60 ngàn thôi. Đấy, bên em đang gửi bác giá một bộ ví hồng này là 60 ngàn là đầy đủ phụ kiện này, bấm móng tay này, rồi là lấy giấy ta này, rồi là có phần nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết này. Đây nguyên các bác mua là đã sở hữu được là ba cái bộ bấm móng tay rồi này. Đấy, rồi là những cái phụ kiện đi kèm cũng như là nhíp này, rồi là kìm cắt lấy da chết nặn mụn này, bên này thì sẽ có là kìm kéo các thứ này. Đó, đầy đủ cho bác luôn, là một bộ này là về các bác xài cho cả gia đình nhà mình luôn, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, các bác hay làm móng làm nail ấy. Đấy, thì các bác xài bộ này xem rất hợp lý luôn, đựng trong một chiếc ví hồng rất đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bình dân là rẻ, nói chung là giá rất là tốt mà sản phẩm dùng ok, 60k một bộ nhá. Các bác lên mã như sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng bấm bông tay ví hồng nhá, 60k một bộ thôi, chỉ có 60.000. Đấy, nói chung là không có ví xanh ví siếc ở đâu. Đấy, nhà em chỉ có duy nhất một mã là bộ ví hồng nhá, là 60.000. Nói chung là em thấy sản phẩm nó ok mà giá hợp lý thì em lấy về bán cho bác cái mã này. Đấy, vì cái mã này là giá nó tốt này, mà sản phẩm thì ok này, chứ bình thường là các bác mua những cái bộ kia nó không có giá 60.000 đâu, ít ở khoảng tầm 80-90.000 bộ luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái bộ ví hồng cũng đầy đủ phụ kiện y nguyên những cái bộ kia mà giá thì rẻ hơn, nó chỉ có 60.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ được bộ ví hồng 60k một bộ nhá, 60k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ gia vị đen. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị đen, cái lọ này về để chuyên các bác đựng gia vị nhá, mắm muối mì chính cái thứ vào đây rất là hợp lý này. Đấy, giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bộ lọ gia vị đen nha, lọ gia vị đen. Đấy, lọ gia vị đen nhá, giá của nó sẽ là đi 15k nhá, 15k một lọ thôi, chỉ có 15.000 một cái lọ gia vị đen này, giá rất hạt rẻ bình dân. Đây lấy cho bác coi này đó. Thiết kế thì phần thân này của nó sẽ là bằng thủy tinh nhá, nên là các bác dùng rất yên tâm, an toàn sức khỏe. Bên trên này thì là nhựa. Đó, thì đây về đây các bác mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra, sau đó các bác lấy ra cái thìa ra. Đấy, xoáy chặt cái nắp này vào, các bác cho gia vị ở đây nhá. Đấy, cho gia vị đây, và các bác lấy cái thìa cắm ở đây cho nó, cắm ở đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho là các bác dùng thì các bác đậy nó vào, không dùng các bác đậy nó vào, lúc nào dùng thì các bác lấy nó ra. Đấy, ở đây nó có sẵn cái thìa, các bác lấy cái thìa xúc cho em. Đấy, đong cho em ví dụ như là vài ba thìa nước mắm mì chính cái thứ này. Đấy, bột canh các bác lấy ra. Đấy, cha vào. Đó, lúc nào dùng xong các bác đậy vào. Bình thường là các bác những cái lọ bình thường là các bác cứ hãy với tay vào, các bác lấy những cái thìa ra rất là khó chịu. Đây con này thiết kế là cái thìa sẽ dính luôn đây rồi. Đấy, để các bác lấy ra. Đấy, lấy thìa ra hất nó vào. Đấy, lúc nào dùng xong lại đậy nó vào cái, thế là xong, rất ok luôn. Toàn bộ phần thân này là thủy tinh, dùng rất là ok luôn. Bên trên thì là nhựa ABS cao cấp nhá. Đó, lên mã giúp em xem cái lọ gia vị nhá. Bên em đang gửi vào một cái lọ gia vị này, đựng gia vị nhà bếp này là 15k một lọ nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái nồi cơm Chigo, nồi Phật, một nồi nồi Chigo 1,2 lít này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi và bán cực kỳ chạy bên shop nhà em luôn. Đó, dung tích của cái mã nồi cơm này thì sẽ là 1,2 lít nhá, sử dụng là điện 220 rất là ok, nấu cơm cực kỳ ngon, chín thấu rất là ngon luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Thì đây em sẽ khui, đây sẽ bóc hàng cho bác coi này. Hàng mới kèm nguyên hộp luôn, rất chắc chắn chất lượng nhá. Về cái này phù hợp cho bác nào mà ở một mình hoặc là ví dụ khoảng tầm 2 người là ok. Đấy, 1 đến 2 người thôi nhá. Đấy, nó không ăn được nhiều đâu ạ. Vì cái dung tích nó nhỏ, nó chỉ có 1,2 lít thôi. Nên là nhiều bác cứ bảo là nồi này là nó hơi nhỏ hay như nào, thì em nói luôn là nồi này nó chỉ có 1,2 lít thôi, nên là các bác phải thông cảm giúp em là nồi lít 2 thì nó phù hợp khoảng tầm 1 cho đến 2 người ăn thôi. Đấy, nhiều thì là 2 thôi, chứ còn cùng lắm thì là 1 người ăn là hợp lý. Đó, chứ còn nhiều quá là không đủ dung tích đâu, vì cái nồi này nấu cơm là nó chỉ có 1,2 lít thôi, nó rất là nhỏ ạ. Đấy, rất là nhỏ, phù hợp cho ví dụ như là
hai ông bà hoặc là những người ở một mình hoặc là ví dụ học sinh sinh viên thì mua con này cho em rất chắc chắn. Nhưng mà bù lại nó nhỏ nhưng mà nó cái công suất của nó là 200W nên nó nấu cơm rất ngon luôn, nấu cơm chín thấu. Cái này em đã test thử thực tế rồi, nấu cơm cực kỳ ngon, cơm chín dẻo đều mà rất là bền các bạn, rất bền. Thì đi kèm sẽ gồm có là một cọng dây nguồn này, môi sới cơm này. Đấy thì thao tác mở rất dễ các bác, mở cho em hai cái nắp ra. Đấy thì mở lên, đây là phần nắp của nó này. Đấy rất chắc chắn luôn nhá. Bên trong này thì sẽ có một cái cốc đong nước các thứ này, giấy bảo hành hướng dẫn sử dụng của sản phẩm này. Đó. Rất ok. Đây là cái phần lòng nồi này. Đấy, lòng nồi thì có chám một lớp chống dính các bác nhá, rất chắc chắn dày dặn luôn. Đó, đây là phần lòng nồi, còn đây là phần bên trong. Hàng này thì của nó thì cái mâm này của nó độ nóng cao, độ nóng cao và mâm rất là dày, cầm sờ cái mâm nó nặng trịch luôn mà nó dày dã man. Dày này thì khi mà cái lượng nhiệt nó tạo ra nó rất là lớn và lớn thì cơm nó chín thấu nó ngon nhá. Cái dòng này chính là dòng nồi cơ, dòng nút bấm nên là các bác dùng rất là dễ, đặc biệt là người già dùng rất dễ luôn. Bình thường là các bác dùng những cái nồi điện tử ấy, bấm các thứ nó rất là nhằng mất công. Thì như đây nó là dòng nút bấm, chỉ nhớ giúp em là nấu nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút thôi. Đấy, còn các bác không bấm nút thì cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút nhá, cấp nguồn vào cho cơm cho nước và sau đó có bấm nút xem cái là lúc nào cơm chín tự động nó nảy, có thế thôi. Rất là dễ dùng dễ xài nhá và cơm nấu cực kỳ ngon luôn. Riêng dòng này nếu mà cơm nấu không ngon thì em không lấy tiền bác luôn, về các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đấy, các bác cứ test thử cho em, nếu mà nồi mà có vấn đề gì các bác cứ báo nhà bên em hỗ trợ cho bác xử lý cho bác nhá. Còn em nói luôn là nồi này của nó là nồi 1 lít 2 nhá, nồi 1 lít 2 thì phù hợp đấy, phù hợp cho 1 đến 2 người ăn nhá. Đấy, 1 đến 2 người ăn, nếu mà ăn khỏe mà ăn nhiều ấy mà thì cũng không đủ đâu, ăn khỏe ăn nhiều cũng đủ đâu. Còn ví dụ như ăn vừa vừa hai ông bà hoặc là ở một mình sinh học sinh sinh viên thì ăn là rất phù hợp. Ok. Nồi dùng tinh lý 2 nhá. Sử dụng điện 220 và công suất là 200W nhá, rất là hợp lý luôn. Giá thì em báo luôn, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm một cái nồi cơm của Chigo nhá, nồi cơm mã sẽ là nồi cơm Chigo. Đấy, hàng nội địa rất xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 220k nhá, 220k. Đấy và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất hợp lý nhá. Nồi cơm lên mã em sẽ là cái nồi cơm Chigo 1,2 lít nhá, 1,2 lít đó. 220k bao ship cho bác tận nhà, hàng mới keng nguyên trong hộp luôn nhá, hàng mới keng nguyên trong hộp luôn, rất là ok, nấu cơm rất là ngon. Đấy, riêng dòng này nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy, không ngon không lấy tiền các bác luôn nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn, cầm một chiếc nồi nặng trịch luôn nhá, thiết kế chắc chắn lắm. Đó, đây có tem mã miếc các thứ đầy đủ của hãng rồi nhà xuất nhá, hàng này của nó là hàng công ty nên là các bác yên tâm dùng rất chất lượng luôn. Đó, đây 200W này, dung tích 1,2 lít này, sử dụng điện 220 này, đó xịn sò con bò luôn. Đó, nồi cơm Chigo nhá, 1 lít 2, giá hiện tại đang gửi bác là 220k một chiếc nồi cơm Chigo này, bao ship tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái thùng giấy ăn này, thùng giấy ăn 20 gói nhá, thùng giấy ăn 20 gói. Con này thì bên em bán cực kỳ chạy rồi. Lên mã cho em sẽ là một cái thùng giấy ăn 20 gói này, một thùng giấy ăn nhá, một thùng giấy ăn 20 gói. Các bác sử dụng gia đình này rất là hạt rẻ luôn, tính ra giá rất hạt rẻ luôn ạ, giá siêu rẻ luôn và giấy cực kỳ chất lượng luôn nhá, giấy cực kỳ dai mà nó không bị mùn. Đó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái thùng giấy ăn 20 gói như này, 20 gói này, giá của nó sẽ là 150k một thùng nhá, 150k trên một thùng. Đấy, đấy là các bác lấy 20 gói nhá. Còn nếu mà các bác lấy lẻ một gói nhá, lấy lẻ một gói một thì các bác cứ lên mạng em sẽ là một gói giấy ăn, thì bên em đang bán lẻ một gói này với mức giá sẽ là 10k một gói nhá. Còn nếu mà các bác mua theo thùng thì giá sẽ tốt hơn, theo thùng thì 20 gói mà giá chỉ có 150 ngàn thôi, tính ra nó rất là rẻ và rất là kinh tế. Cái này thì nhà em cũng đang xài mà em bán cho người thân rất nhiều luôn, và cái đợt Tết em bán kinh khủng khiếp luôn, không biết bán bao thùng luôn vì nó dùng nó quá là tiết kiệm mà dùng nó lại rất là hạt rẻ mà rất chất lượng luôn. Đây thì nó sẽ gồm có một gói nhỏ này, thì một gói nhỏ này thì sẽ có tổng là 460 tờ nhá, 460 tờ. Cái này thì rất là dễ xài đây. Về các bác xé những cái này ra này. Đó, xé cái này ra nhá. Đấy, bắt đầu là các bác lần cho em tờ đầu tiên lên. Đó, giấy thì rất là dai luôn. Đó. Lần cho em cái tờ đầu tiên này. Đấy, bắt đầu các bác rút nhá. Đấy là các bác rút đâu là nó sẽ thò lên đến đấy luôn nhá. Rất là ok luôn. Giấy cực kỳ dai, dùng rất thích luôn nhá. Cái này nó không bị mùn đâu. Các bác xài nó không bị mùn. Bình thường là các bác những cái giấy kia các bác xài lau nó rất hay bị mùn nhá. Đấy, mùn rất khó chịu. Cái con này giấy rất là dai. Các bạn nhìn chất giấy nó này, rất là mịn luôn. Đấy, chất giấy rất là mịn, rất là chất lượng luôn, cực kỳ dai, dùng rất thích luôn nhá. Đấy, bao xài bao dùng bao chất cho bác cái dòng giấy này luôn, dùng rất thích ok luôn. Một thùng nhá, một thùng này này, một thùng này đây này, 20 gói này, một thùng tổng là 20 gói này, với mức giá là 150.000 thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thùng giấy ăn 20 gói nhá. 150k một thùng 20 gói. Còn nếu các bác mua lẻ một gói một nha,
mua lẻ một gói một nhà thì hiện tại em đang bán lẻ một gói như này là 10k một gói nhá. Thì các bác nếu mà dùng nhiều thì theo các bác nên mua cả thùng, vừa tiết kiệm này mà dùng nó được lâu. Nói chung là quan trọng là cái tính tiết kiệm với tính kinh tế đấy, mà sản phẩm dùng nó tốt quá nhá, sản phẩm dùng nó tốt, dùng nó thích quá nhá. Nói chung là các bác mua quán xá không bao giờ kiếm được cái giấy mà nó ưng ý này đâu, giấy mà nó dài mà nó đẹp nha thì không có đâu ạ. Đấy, còn các bác mua ở quán xá mà thậm chí là cái giá nó cao hơn nhiều, nhưng con này giấy dùng rất thích luôn, vì bản thân em cũng đang dùng rồi, em bán cho người thân rất là nhiều và mọi người phản hồi dùng rất thích luôn đó. Tết nhất em bán dã man luôn, 20 gói một thùng 150k, còn các bác lấy lẻ một gói là 10k nhá. Lên mã em xem cái thùng giấy ăn hoặc là gói giấy ăn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Em báo giá luôn, bộ này thì chỉ có giá 130 ngàn một bộ thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Willing nhá, hình hai ông người này. Đấy, Willing hai ông người, hàng của Đức nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Bộ dao Đức 3 cây này. Bộ dao Đức 3 cây. Đấy, giá sẽ là 130 ngàn cho một cái bộ dao Đức 3 cây này. Đấy, một set là 3 cây. Đấy, cùng một con chuyên lọc thái, một con chuyên để chặt này, một con chuyên để thái bản to nhé, thái bản to rất hợp lý luôn. Nói chung các bác xài gia đình bộ này cho em rất hợp lý. Đây em sẽ bóc cho bác một bộ này full mới, mới keo nguyên hộp luôn này. Đấy, full mới tinh luôn nhá, full mới tinh, hàng mới keo nguyên hộp đấy. Các bác có thể mua về làm quà biếu tặng cũng rất là chất lượng luôn. Đây hàng nó đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, một set 3 con hàng của Willing đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, rất đẹp nha, đóng gói từ khâu đóng gói là thấy chất lượng rồi này. Đấy, nó sẽ gồm có là đi một cây này. Một cây này thì chuyên để các bác lọc thái này. Đấy, một cây này thì chuyên để bác lọc thái, lưỡi thì cực kỳ sắc bén luôn. Đây logo Willing dập luôn trên thân dao này. Đấy, con này chuyên lọc thái này, rất hợp lý. Phi lê, lọc thái phi lê. Con này là một cái con kiểu dạng thái bản to nhá. Nhiều bác rất thích thái bản to con này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, thái bản to các bác thái thịt bò kia các thứ là thái bản to, dùng con này cho em rất hợp lý. Đó, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây kiểu dạng chuyên chặt này. Đấy, chuyên chặt. Chuyên chặt thôi nhá, chuyên chặt thì các bác dùng nhau con này. Đấy, chuyên chặt nhá thì các bác dùng nhau con này. Đây. Đó, chặt xương nhà trước các thứ thì em dùng con này ok. Đấy, logo Willing rất chất lượng luôn nhá, vân gỗ rất đẹp nhá. Tay cầm này, được bo inox vùng quanh luôn. Đấy, không lo lông chui lông cán nhá. Đấy thì một bộ của nó sẽ gồm có 3 cây này. Một bộ là 3 cây này nhá. Đấy thì em giá hiện tại bây giờ em đang gửi bác một cái bộ dao Đức 3 cây này sẽ có giá là 130.000 bộ nhá, chỉ 130.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất chất lượng, sắc bén vô cùng luôn. Bộ dao Đức 3 cây 130k bộ, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, vì hàng của nó nguyên hộp này, rất chất lượng luôn, đẹp. Máy xay khô rất nhiều bác hỏi cái mã luôn, thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Và giá thì vẫn như mọi khi báo giá bác luôn, lên mã em sẽ có con máy xay khô, máy xay hạt nhá, máy xay khô xay hạt khô này. Giá của nó sẽ là 120k một cái sản phẩm nha. Đấy. Chuyên để các bác xay xay hạt này, ví dụ như các bác xay bột quế này, xay bột ớt này, rồi là xay hoa hồi thảo quả, xay đỗ tương này, xay bột gạo này. Đấy. Công suất của sản phẩm này sẽ có công suất là 250W nhá. Và sử dụng giúp em là điện 220. Đó. Tần số là 50Hz nhá các bác nhá. Đó, rất chắc chắn luôn, con máy cực kỳ ok. Mà giá nó rất bình dân, chỉ có 120.000 thôi. Nói chung với sản phẩm này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý này. Đấy, xay hạt đỗ, hạt ngô, hạt gạo này, rồi là xay bột quế, bột ớt này. Đấy, nói chung là các bác chuyên dùng để các bác xay đồ khô nhá. Nhớ cho em là các bác dùng để xay đồ khô chứ xay đồ ướt không xay đâu. Đấy, chuyên dùng để các bác xay đồ khô thì đây. Sản phẩm là nguyên hộp nha. Đấy, dây nguồn này, các bác cấp trực tiếp nguồn 220. Đấy, sau đó là các bác cho những cái đồ các bác cần xay vào đây nhá. Lưỡi của nó là hàng 4 lưỡi nhá, nó chém rất khỏe luôn, xay rất nhanh nhá, xay rất nhanh, chém rất khỏe. Cái cối của nó là cối inox nên là khi mà các bác sử dụng rất dễ dàng vệ sinh, không lo bám dính. Đó. Đây là cái phần nút công tắc này, các bác bấm vào đây cho em là máy nó chạy, có thấy đâu. Bấm vào đây là máy nó chạy, có thấy đâu nhá. Cấp nguồn bấm vào đây là máy chạy, rất ok. Cực kỳ là dễ sử dụng luôn mà máy chạy cực kỳ khỏe, xay rất là nhuyễn nhá. Đấy, xay rất nhuyễn đây. Cái anh em đang xài này, đây này. Bật cho các con. Đấy, đây. Cái này là em đang xay gạo nhá. Đó, con này là nhà em đang xay gạo, đang xay gạo. Đó, đây có nhìn này. Đấy, xay phát bốc khói luôn nhá. Có bác nhìn này. Bột nhuyễn luôn này. Đây là cái này nhà em đang xay bằng bột gạo nhá, bột gạo. Đấy, dù các bác có muốn nấu tí cháo tí bột giờ cho cháu thì mình cũng ok luôn. Cho đây các bác xay thành bột rất ok. Xay rất là ngon đấy các bạn, xay ngon lắm. Đó, đây là xay bột các bác nhá. Xay bột nói chung là chuyên để các bác xay bột khô nhá, xay bột khô, xay hạt này, đấy xay hạt, xay bột quế, bột ớt này, hoa hồi thảo quả này, rồi là xay bột đỗ tương nọ nọ kia kia rồi, các thứ là rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình rất hợp lý, chỉ có 120.000 thôi.
Các bác cứ lên mã cho em, sẽ là con máy xay hạt, máy xay bột khô nhá. 120k một cái sản phẩm nhá. Nhiều bác bữa trước chưa mua được thì hôm nay có hàng rồi, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá, có nhá. Chốt đơn nhanh luôn, mua luôn 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con đài với em. Đấy, đài với em bên em vẫn còn hàng nhá, và cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đài với em có đồng hồ nhá, đài với em có đồng hồ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đài FM này. Giá của sản phẩm này thì rất là hợp lý và dễ mua luôn, chỉ có 240.000 một cái thôi. Lên mã em sẽ cái con đài FM mà có đồng hồ luôn nhá, có đồng hồ luôn. Giá sẽ là 240k. Đấy, vậy em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Giá rất hợp lý. Đấy, có cả đồng hồ rất tiện dụng luôn. Đây. Về các bác có thể là bắt đài với em các bác nghe. Đấy, rồi là các bác có thể là bắt với lại kết nối vào Bluetooth để các bác nghe nhạc qua điện thoại, hoặc là về các bác có thể là cắm vào cổng USB nhá. Cắm vào cổng USB để các bác nghe qua USB hoặc là thẻ nhớ đều được nhá. Đây. Đấy, tổng quan của con đài đây, có phần tay sách rất đẹp luôn này. Ở đây thì thiết kế là đồng hồ nhá, có đồng hồ này. Đây là cái núm volume, đồng thời cũng như là cái nút mà bật tắt luôn. Đây. Đấy, volume bật tắt luôn, volume cũng như là bật tắt luôn này. Đấy thì bật tắt các bác bật nút bên tay trái cho em này. Đấy, và tăng giảm to nhỏ là các bác cũng vặn cái núm này cho em luôn. Đấy, và cái núm bên này là cái núm dò kênh nhá, dò kênh. Đấy thì ở đây sẽ có SV kép này, AM, có cả đài AM, có cả đài FM này. Rồi các bác gạt về cái đằng cùng này, ngoài cùng thì là MP3, là các bác kết nối với lại Bluetooth nhá. Đấy, còn nếu mà các bác bắt FM thì các bác cứ để cho em chỗ độ FM này. Đấy, bật lên cho em. Đấy, sau đó các bác dò kênh này. Đấy, các bác cho cái anten này lên cho nó dò cho nó khỏe này. Đấy, cho nó có cái anten này luôn nhá. Đấy, để các bác dò cho nó khỏe này. Đấy, con này thì các bác cứ dò cho em từ từ thôi nhá. Các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, xác định tiêu chí và thống kê số liệu làm cơ sở để nghiên cứu chiếc cự tham sông con 1976 đến 1979. Sáng nay 11 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết sẽ đang tham mưu cho thành phố. Nghe rất hay nhá. Đấy, nghe cực kỳ là ấm luôn. Đấy, các bác đặc biệt là các bác người già đấy rất thích nghe. Đấy, em thì mua này cho em rất hợp lý. 2025. Trước mắt thành phố Hồ Chí Minh sẽ xin phép được tuyển sinh lớp 6 cho. Đấy, cái núm này là cái núm tăng giảm âm lượng, đồng thời là cái núm bật tắt luôn nhá. Đấy, đây. Để giữ tính ổn định vì mùa tuyển sinh đầu cấp đã cận kề. Tiếp theo thành phố cũng sẽ tính toán đến phương án lâu dài. Cái con sản phẩm này thì nó sử dụng cái pin của nó sẽ là cái pin 18650 nhá, pin 18650. Cái pin này thì nó rất hay là các bác có thể là sạc tích điện được nhá. Khi mà hết pin thì các bác đây, đi trong thì sẽ có kèm một cái dây cáp sạc nha. Thì các bác cắm vô đây. Đó, cắm vô cái nguồn của nó, nguồn vào của nó sẽ là cái nguồn DC 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vào đây là các bác cắm sạc cho cái đài này vô tư luôn. Có cổng USB này để các bác cắm nghe nhạc này, thẻ nhớ này, AUX tai nghe, và đây là cái nút bật tắt đồng hồ nhá. Các bác muốn bật tắt đồng hồ thì các bác bật cho em cái nút này. Đấy, on off này. Hiện tại đang để off thì các bác bật về on cho em này. Đấy, clock tức là đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ. Đấy, thì các bác bật lên đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy này. Đó, và đằng sau thì là cái nút để các bác chỉnh giờ nhá. Đấy, thì các bác chỉnh giờ thì các bác chỉnh bằng cái nút đằng sau cho em. Đấy, ví dụ bây giờ đang là 9 giờ chẳng hạn này. Đó thì các bác xoay cho em về 9 giờ, hoặc là các bác ví dụ này chỉnh 13 giờ chẳng hạn này. Đó, chỉnh 13 giờ ngon này luôn nhá. Đấy, là cứ thế là đồng hồ chạy thôi. Rất là hợp lý luôn, có cả đồng hồ theo dõi thời gian cũng như là đài FM. Khu vực quyền Con Plong là động đất luôn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hoạt động của các hồ chứa thủy điện. Xin được chuyển sang phần tin vắn quốc tế. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 10 tháng 3, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp. Đó, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp đó nhá. Rất là hợp lý luôn. Đấy, các bác nghe đài thời sự, nghe nhạc nhẹ nhẽo ok. Đấy, và cái pin này rất là hay là nó có thể là sạc được không nhá, có thể sạc được luôn. Đó. À, và khi nào mà hết pin thì các bác lại là mang cái dây sạc này ra, các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại này, mình các bác cắm vào đây để các bác sạc, và lúc nào đầy pin thì các bác lại mang ra các bác dùng, có thế thôi. Dùng hết pin thì sạc. Còn nếu mà các bác trong trường hợp mà các bác sạc mà nó chưa có pin dùng thì mình có thể là mua thêm hai cái viên pin to này các bác lắp vô đây để các bác sử dụng nhá. Còn bên em bán là nó chỉ có kèm viên pin nhỏ này thôi, chứ còn không có pin to đâu. Pin to là về các bác tự mua tự lắp nhá. Đấy. Đài nó chỉ nguyên bản là một đài và đi kèm là có pin với cả với cọng cáp sạc này. Đấy, thì giá sẽ là 240.000 nhá. Và là cái đài này là nó có cả đồng hồ các thứ luôn, rất là xịn luôn đó. Rất là xịn, rất là hay. Đó, có cả đồng hồ, cả đài FM. Nghe rất là to rõ ràng luôn nhá. Đấy, nghe rất là to rõ ràng luôn này. Đó. Rồi, đấy, thực tế về sản phẩm đài FM bên em đang gửi bác nhá. 240k rất đẹp luôn. Về các bác dùng nghe nhạc nghe đài hợp lý luôn nhá. 240k một chiếc đài với em nha.
bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, lên mã cho em sẽ là đài FM có đồng hồ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. À, một bộ này sẽ gồm có là 6 mũi nhá, 6 mũi. Bộ này nó sẽ gồm có là 3 mũi nhá, 3 mũi khoan à, 6 mũi nhá, tổng là 6 mũi thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp này. Đấy, kích cỡ là khoan tháp thì các bác khoan cho em kích cỡ là nhỏ nhất là 4 và lớn nhất thì sẽ được là 32. Đấy thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp và 3 bộ mũi khoan kiểu dạng khoan zig zag các bác nhá, khoan zig zag, khoan ba cái mũi khoan này thì nó là cái mũi khoan zig zag để các bác view, các bác khoan khoan đục tạo lỗ thứ này. Đấy, tạo lỗ tạo khuôn thì các bác dùng cái con cho em cái mũi khoan zig zag này. Còn ba cái mũi khoan tháp để các bác khoan những cái dạng lỗ tròn để các bác view như các bác ướm vào mình khoan kỹ thuật như thế. Đấy thì nói chung là bộ này rất là đa năng mà khoan cực kỳ là sắc luôn. Nó là dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan. Đấy nên là khi mà các bác khoan rất sắc bén. Đó đây. Kích thước tối đa nó sẽ là 32 và nhỏ nhất sẽ là 4 và sẽ có là 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan zig zag kiểu dạng khoan khoét các thứ nhá, kiểu dạng khoan khoét đấy. Đó, rồi, một bộ này là 6 mũi này, lên mã cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ, hộp vì hộp của nó màu đỏ em lên luôn mã sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ này thì mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, mũi khoan tháp đỏ giá 6 mũi nhá, 6 mũi. Giá một bộ này chỉ có 110.000 bộ thôi, 110k bộ, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng khoan đa năng, khoan sắt rồi đồ khoan thép, khoan gỗ, khoan nhựa thứ trăm, khoan trần thạch cao thứ, khoan đầy đủ các chất loại vật liệu luôn. Nói chung là ok, giá bình dân mà sản phẩm dùng ok, anh em thợ thuyền này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý. 110.000 bộ thôi nhé, 110k bộ này rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Bộ mũi khoan tháp đỏ nhá, 6 mũi 110k, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan zig zag, khoan lỗ các bác nhá, khoan lỗ đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, khoan rất là ngọt ngào luôn. Đây các bác cùng các bác xem có này. Khoan đủ kích thước khác nhau trên mọi vật liệu với bộ mũi khoan này. Đây là cái bộ mũi khoan tháp đa năng sẽ bao gồm 6 mũi khoan như thế này. Mũi khoan hình tháp sẽ giúp các bác khoan được các lỗ từ 4 cho đến 32 ly. Mũi khoan hình zig zag sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền và các bác theo như mô hộ nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhé, khoan rất là ngọt ngào nhé. Đấy, ngoài khoan tháp, khoan lỗ tròn này mình có thể là khoan zig zag. Khoan hình tháp sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền và các bác theo như mô hộ nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Rồi, lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ 6 mũi nhá, 110k bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kẹp Eto của thương hiệu Asahi này. Em báo giá luôn 190.000 cho một chiếc kẹp Eto của Asahi này. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái kẹp Eto nhá. Kẹp Eto để về các bác kẹp đồ các thứ cho mình làm nghề rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, kẹp ghim những cái đồ đạc mình cần làm nhá. Tạo những cái sự cố định chắc chắn khi mình làm việc nhá. 190k một cái con kẹp Eto của Asahi này. Đó, đi đây. Kích thước của nó thì em sẽ quay trực tiếp ở trên màn hình các bác cùng nhìn này. Đấy, toàn bộ thì kích thước ở bên ngoài vỏ hộp nó có hết luôn nhá. Đấy. 55mm này, con này có thể kẹp di động được mọi chỗ mọi nơi nhá, vì nó có thể kẹp tháo ra vào được này. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. 60mm này. Đấy, 50-60 kích thước đầy đủ ở trên hình các bác đang coi đây. Đó. Thì cơ sẽ có giá là 190.000 một chiếc nhá, dòng kẹp Eto của Asahi. Hàng bãi Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Chắc chắn lắm. Đấy, con này thì em bán khá là nhiều rồi. Để các bác xài sử dụng mình kẹp bàn rất tiện dụng đây. Nó có thể là tháo ra lắp vào tùy nhu cầu nhá. Mình có thể là tiện dụng di chuyển mọi chỗ mọi nơi nhá. Đấy, và đây là cái nấc này. Đấy, các bác có thể là xoay tròn 360 độ nhá. Đấy, xoay tròn các hướng luôn. Đó đây, và đây là phần kẹp. Thì lúc nào mà kẹp được các bác nới ra. Đấy, các bác nới ra này. Đó, các bác nới ra để các bác kẹp nhá, con này rất trơn tru luôn, xoáy rất ngọt ngào nhá. Đấy thì mình dùng để mình kẹp đồ các thứ đây, ở về có phần radian này để các bác kẹp nó không bị trơn trượt này. Ở đây nó còn có một cái chỗ để các bác đe nhá, ví dụ như là các bác gò gõ thì các bác dùng chỗ này các bác đe vào đấy, để các bác đe, các bác gò gõ những cái chỗ này. Và cái phần này phần kẹp có thế thôi, rất là ok, thao tác rất đơn giản, rất dễ xài, dễ sử dụng nhá. Nói chung là dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng làm nghề cho em con này cũng quá ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái chiếc kẹp Eto của Asahi. Đấy, kẹp Eto của Asahi. Con này thì sẽ có mức giá là 190k một chiếc thôi nhá, 190k. Một chiếc kẹp Eto của Asahi 190k, giá rất là bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Và mình em bán khá là nhiều con này rồi, dùng gia đình này. Anh em thợ thuyền dùng con này rất là hợp lý. Đó, 190k một chiếc thôi nhá, kẹp Eto.
Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái lọ keo dán giày này, lọ keo dán giày dép nha, bên em lại tiếp tục về hàng này. Đấy, lọ keo dán giày dán dép nha, rất tiện dụng luôn. Bác nào đang bị giày rách dép rách, các bác mua cho em cái lọ keo dán giày này về. Thì hiện tại bên em đang bán một lọ keo dán giày này, mức giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k trên một lọ nhá. Còn nếu mà các bác lấy ba lọ thì bên em sẽ tính cho bác là 50k. Ba lọ chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân mà dính rất chắc luôn. Đó, một lọ này sẽ có dung tích là 60ml nhá, 60ml. Đấy, về các bác dùng để dán giày, dán dép nhá. Đấy, thì về các bác tháo nắp này. Ở đây nó có cái đầu ra, nó là cái đầu lỗ kim nên là khi mà các bác giỏ ra nó rất là ra, nó rất là dễ này. Đó. À, 20k một lọ nhá, 20k một cái lọ keo dán giày, dán dép này. Đấy, giày rách, dép rách các bác mua về dán rất ok luôn, đỡ bị vứt đi. Mình tận dụng cái keo này mình dán, mình có thể tái sử dụng này. Đấy, đi lại ok luôn. 20k một lọ keo giày nhá. Các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 50.000. Đó, 3 lọ là 50k này. 3 lọ keo giày là 50k. Lấy một lọ thì là 20k một lọ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái lọ keo dán giày. Đó, rất ok. Cái này dán hay lắm. Giày rách giáp rách các bác phải dán rất tiện luôn. Giày bị hư hỏng, đồ vật bị gãy để đừng vội vứt đi. Hãy thử ngay keo dán trên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai về để sửa chữa đồ vật trong nhà nhé. Đảm bảo chất lượng sẽ không làm anh chị thất vọng đâu ạ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ngoài hàng, đó là cái cây bút điện, bên em bán cực kỳ chạy luôn này. Đấy, một cái cây bút điện giá rất là bình dân mà, và tặng kèm thêm pin luôn, hàng chuẩn chính hãng nhá, vỏ bọc các thứ đầy đủ luôn, báo ra bác luôn nhá. Lên mã em sẽ cái cây bút điện đa năng nhá, bút điện đa năng các bác dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này quá ok. Giá của nó sẽ là 20k một cái cây bút điện đa năng này, 20k một cây nhá, dùng rất tiện dụng luôn, đèn cực kỳ sáng nhá. Và khi các bác mua thì bên công ty sẽ có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa nhá, còn sẵn bên trong thì đã có pin sẵn rồi nhá, đã có pin sẵn rồi. Đấy, đây đèn rất sáng luôn này, không nhìn này. Đấy, đèn rất sáng nhá. Bình thường là những cái bút điện các bác thử nhà đèn nó tối om nhìn rất khó nhìn, đây con này đèn rất sáng luôn nhá. Đấy, các bác thử pha nóng pha nguội này, từ trường này, rồi là kiểm tra đứt dây thứ rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, một chiếc bút điện này với mức giá chỉ có 20.000 thôi, giá siêu hạt rẻ, siêu bình dân luôn. Đấy, bình thường những cái shop khác nó cũng bán nhưng mà có khi người ta bán chỉ có 10.000, nhưng mà đấy hàng chưa nổi nhá. Hàng thứ nhất là không chính hãng, thứ hai là không có pin tặng kèm nha. Đây bên em hàng chuẩn vỏ nhãn hộp đầy đủ luôn, có cả pin tặng kèm nhá, hàng cam kết bảo hành cho bác luôn. Đấy, chỉ có bút 20.000 thôi nhưng bên em vẫn bảo hành cho bác luôn nhá. Lỗi một đổi một, 20k cho một chiếc bút thử điện nha. Giá rất bình dân, đây bác cùng xem thực tế với video về sản phẩm này đây. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không bằng cách ạ. Một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ. Và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. À, chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường, chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh đúng không ạ, và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé, và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đó, đây thực tế về chiếc bút thử điện đa năng nhá. Đấy, thử điện là test các chức năng các kiểu rất đa năng luôn. 20k nhá, 20k một chiếc bút điện đa năng này, có tặng kèm thêm pin cho bác luôn nhá. 20k một chiếc này. Dài, con này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi, nghe rất hay luôn. Đấy. À, các bác nghe trong phòng diện tích khoảng tầm 30-40m², nghe cực kỳ hay. Con này đặc biệt là nghe phòng nghe rất hay luôn nhá. Đấy, nó có thể kết nối với Bluetooth điện thoại để các bác nghe nhạc qua hệ thống Bluetooth, hoặc là có thể cắm thẻ nhớ qua USB đều được nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là loa gỗ dài. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài này. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì sản phẩm này sẽ có giá là 250k và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship nhá. Con này nghe rất hay luôn đây. Em sẽ quay chi tiết cho bác và mở test thử bác nghe luôn này, nghe cực kỳ hay luôn nhá. Đó, loa thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vỏ gỗ vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhá. Đây, vỏ gỗ vân gỗ lên cực kỳ đẹp này. Đó, chiều dài của nó là vào là 40 nhá, chiều dài nó vào là 40,
chiều cao chiều rộng là 10 có nhá, 40 x 10 x 10. Đó, khá là dài đẹp. Đây. Đây là cái, những cái màng loa này. Có đây phần trên này, đó phần trên. Vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhìn này. Đó, có phần chân đế đầy đủ luôn nhá, bốn chân. Các bác dùng để trưng bày decor trước tivi cũng ok luôn, rồi các bác dùng để nghe nhạc các thứ cực kỳ hay nhá. Ở đây thì sẽ có là cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, rồi là một cái cổng kết nối USB nhá. Thì các bác có cái USB các bác cắm vô đây, rồi là có cả kết nối thẻ nhớ này, AUX tai nghe này. Ở đây thì sẽ có nút nguồn này, M chế độ này, tăng giảm nick bài này, đấy, rồi là tạm dừng này. Đấy thì các bác muốn bật loa lên thì các bác giữ lì cho em nhé, giữ lì này. Đó, giữ lì, đấy. Đấy, bắt đầu lên đèn này. Đó, bắt đầu nó kết nối Bluetooth nhé. Khi mà kết nối Bluetooth thì các bác mở cho em điện thoại lên. Các bác vào phần Bluetooth này, bật Bluetooth lên nhé. Các bác đợi chút, bật Bluetooth lên. Sau đó là các bác tìm đến cái tên mà nó có tên, tên mã loa của nó sẽ là XM520 nhá. Đây này, mã loa tên là XM520 này. Đấy, đây, XM520 các bác bấm kết nối này. Đấy, đang ghép đôi đó. Các bác đợi chút này. Đó, đấy, ghép đôi. Ok, ghép đôi thành công nhá các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ vào nhạc test loa các bác nhá. Nhạc test loa này. Nhạc test loa, con này nói chung nghe hay lắm ạ. Nghe cực kỳ hay luôn. Đây để em test cho bác coi. Đây hay lắm ạ. Nghe âm thanh nó cực kỳ là sống động mà cái trống chiếc nghe rất chắc luôn. Trống nghe cực kỳ chắc không nhá. Đó. Đây nhá, nếu mà các bác muốn cho to thì các bác giữ lì cho em cái nút đây này. Nút nó chỉ hướng bên tay phải này. Các bác giữ lì nhá. Các bác nghe cái bát nó đánh cực kỳ chắc luôn. Con này nghe bát cực kỳ chắc mà chét nghe đồ đấy luôn nhá. Nói chung nghe rất hay. Giá tầm giá nhưng mà nghe rất hay luôn ạ. Đấy tầm giá này nghe rất hay. Đó, các bác kết nối vào Bluetooth để các bác nghe qua Bluetooth. Ngoài ra thì các bác có thể là kết nối với lại thẻ nhớ hoặc là USB đều được. Đấy, rồi là đây là cái cổng cáp sạc nha. Thì đi kèm nó sẽ có một cái cổng dây cáp sạc nha. Thì bác cắm vô đây. Sau đó là các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác sử dụng cái nguồn 5V ấy, nó có cổng USB ấy, là các bác có thể cắm sạc điện thoại đây, ví dụ như này. Em có đang có mấy cục sạc Samsung và cục này em đang bán đây này, thì các bác có thể cắm vào đây và các bác cắm vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái loa này nhá. Đấy, còn nếu mà các bác nào chưa có cái cục này thì có thể mua thêm, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc Samsung 2A nhá, hàng của Samsung. Thì cái cục này tại bên em đang bán là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Nếu mà các bác nào có chưa có thì có thể mua thêm. Còn quay trở lại cái loa thì tại bên em đang bán là 250.000 cho một cái loa gỗ dài này, bao ship cho bác tận nhà luôn. Loa rất đẹp nhá, hình thức cực kỳ đẹp và chất âm nghe cực kỳ hay. Bát căng chét sâu nghe rất ok luôn. Đấy, vì ở đây nó có một cái khe nữa này, thì các bác có thể để điện thoại ở đây. Đấy, đây cái điện thoại của em nó hơi to. Đấy, còn điện thoại dạng bé bé là vừa ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, khe này các bác có thể để điện thoại ở đây này, rất ok luôn nhá. Đó, rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài nhá, loa gỗ dài 250.000. Đây em mở to nữa các bác nghe lại một lần nữa này. Đó. Thực tế về cái chất âm của con loa này nhá, nghe rất hay luôn mà cực kỳ là ok. 250.000 một chiếc loa gỗ dài nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái con bóng tròn tích điện này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng tròn tích điện nhá. Con này thì giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một chiếc bóng đèn tích điện thôi. Lên mã em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Bóng tròn tích điện. Giá đang bán là 90.000 một chiếc bóng tròn tích điện này, có cả điều khiển từ xa dùng rất là hay luôn. Đấy. Trong trường hợp ví dụ như là mất điện này, hoặc các bác hay đi cắm trại, đi chơi, đi phượt, mình không có điện lưới thì mình dùng cái con này cho em. Đấy, nó có tích điện nhé, và khi mà hết pin thì các bác cắm sạc vào các bác xài, và có thể sạc bằng năng lượng mặt trời luôn này, có cả cái tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Sản phẩm thì nguyên hộp sẽ gồm có một thân bóng này, một cọng dây cáp sạc và đi kèm là một cái điều khiển từ xa nhé, điều khiển từ xa. Đó, công suất con này thì sẽ có công suất là 120W nhé. Đây là cái nút bấm này. Đấy, bấm một lần, hai lần, ba lần thì đèn nó sẽ sáng nhá. Có thì thao tác nhất bác có thể bấm ở đây này thì nó sẽ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, chế độ nháy luôn này, có cả nháy cảnh báo đèn đỏ đèn xanh như của công an nhá. Đấy, thì các bác có thể bấm ở đây.
Ngoài ra con này rất là hay là nó có đi kèm một cái điều khiển nhá, thì bác có thể bấm bật tắt lại bằng điều khiển từ xa luôn này, on này, off này, bật này, tắt này. Ngoài ra thì cái điều khiển này có cả phần hiện giờ này, đấy, em tắt đi nhá. À, hiện giờ 3 tiếng, 5 tiếng này, 8 tiếng này, đấy, chế độ sáng tối này, auto này, đó, on này, off này, on này, off này. Đấy các bác có thể dùng cái điều khiển này, các bác điều khiển từ xa luôn, có phần móc đeo, đeo lên đeo xuống. Rồi đây là ví dụ như là trong điều kiện mà các bác không có điện lưới thì mình có thể là mang ra ngoài trời mình phơi thôi nhá, phơi. Đấy, nhưng mà sạc bằng năng lượng mặt trời này thì nó sẽ vào hơi lâu quá, chủ yếu là các bác nên sạc bằng cái cổng 5V USB này này, thì đi kèm nó có cả một cái rộng cộng dây cáp sạc này. Thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại, các bác cắm vô đây là các bác sạc được cho cái đèn này, có thế thôi, rất là dễ xài nhá. Giá thì tại bên em đang gửi bác là một cái bộ bóng tròn tích điện như này, là có cả điều khiển các thứ này, là đầy đủ là 90.000 một chiếc nhá, 90.000 một chiếc. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn tích điện đang gửi bác sẽ là 90.000 cho một chiếc bóng tròn tích điện nha. Đấy, bóng tròn có tích điện, điều khiển từ xa luôn, rất là hay. 90.000 một cái nhá, rất là ok luôn. Ánh sáng cực kỳ sáng nhá, 120W, rất là sáng luôn. Đó. 90.000 dùng trong ví dụ như là trong trường hợp mất điện này, hoặc các bác hay đi cắm trại đi chơi, hoặc ví dụ các bác bán hàng rồi, bán hàng hoặc là bán hàng trong buổi tối mình mang cũng được. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. 90.000 một chiếc rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái hộp nước giặt của Nhật nhá. Hộp nước giặt Nhật, một hộp này thì sẽ có giá là 80.000 một hộp nhá. 80.000 một hộp này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 100 viên nước giặt, rất là hay luôn, vừa giặt vừa xả nhá. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Rất là ok về các bác dùng để giặt đồ rất là tiện luôn. Lên mã cho em sẽ là cái hộp nước giặt nhá, hộp nước giặt của Nhật. Đấy, hộp nước giặt này. Một hộp là 100 viên với giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 một hộp nước giặt này. Đấy, 80.000 một hộp nhá, 100 viên. Dùng rất là hay đây. Nó sẽ trong này nó sẽ chia ra từng gói nhỏ một nhá. Thì 100 viên nó sẽ chia ra là 5 gói. Đó nhá, 5 gói. 5 gói thì mỗi một gói này sẽ có tổng là 20 viên nhá. Đây này, viên nhỏ nhỏ này. Đấy, 20 viên. Thì một hộp này là 5 gói thì tổng thì sẽ là 100 viên cho 5 gói nhá. 100 viên cho 5 gói. Đấy thì các bác có thể mua lẻ theo gói hoặc là mua theo cả hộp tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy, bác nào dùng ít thì mình có thể mua theo gói nhá. Thì một gói nước giặt nhà hiện tại em đang bán giá sẽ là 20.000, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi nước giặt này, túi nước giặt 20 viên nhá, 20 viên sẽ có giá là 20.000. Còn nếu mà các bác mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn, cả hộp thì là một hộp nước giặt 100 viên, một hộp nước giặt 100 viên giá của nó sẽ là 80.000 một hộp nhá, 80.000 một hộp, dùng rất hay luôn. Đó, thì đây nó là dạng viên viên này em đang xài này. Rồi các bác dùng để giặt quần áo nhá, một viên như này là các bác giặt cho em khoảng tầm là đi 3 đến 4 cân quần áo nhá. Đấy, một viên này là giặt tầm 3 đến 4 cân quần áo. Đấy, cái này thì rất là dễ xài, các bác cứ thả trực tiếp vào trong lồng giặt, hoặc các bác giặt tay thì các bác cứ ngâm vào nước là tự động là nó sẽ vỡ ra thôi nhá. Đấy, ngâm vào nước là tự động nó sẽ vỡ ra, dùng rất ok luôn. Đó, rất là thơm nhá. Đấy, cái túi nhà em đang xài đây. Đó, dùng rất là tiện luôn. Hộp nước giặt nhá, một hộp là 100 viên. Với giá là 80.000 một hộp. Còn nếu mà các bác mua theo túi, mua lẻ, mua túi một thì bên em đang bán một túi nước giặt 20 viên như này với giá sẽ là 20.000. Đấy, tùy nhu cầu nhé, có thể mua lẻ túi hoặc là mua theo hộp, đấy là tùy nhu cầu. Đấy là hộp nước giặt của Nhật nhá, dùng cực kỳ ok, cái này em đem bán khá là nhiều này. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì đó là cái mã hàng thùng đồ nghề này. Đấy, bác nào hay đang đi làm nghề làm nghiếc hoặc ở gia đình nhà mình được, các bác mua về mình dùng để đựng đồ nghề, cà lê, clip, các thứ ốc vít là rất là tiện dụng luôn nha. Đây, lên luôn cho bác cái mã hàng thùng đồ nghề của Kirito nhá, cực kỳ xịn sò luôn, cái hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đấy, nó sẽ là nguyên thùng nha, rất chắc chắn nha, đóng gói rất kỹ này. Đây em lấy cho các con. Đó, một chiếc thùng đồ nghề nhá, các bác về dùng để đựng đồ nghề, quá tuyệt vời luôn. Con này hàng 3 tầng, dùng cực kỳ chắc chắn luôn, bán cực kỳ nhiều con này. Giá bình dân chỉ có hơn 400.000 một chiếc thùng đồ nghề này thôi. Đấy, đây có phần quai sách, quai đeo này. Đấy, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn. Anh em công trình công trường đựng đồ nghề, hoặc các bác sử dụng thợ thuyền, anh em ở nhà dùng ok luôn. Hàng này thì của thương hiệu Kirito nhá. Đây Kirito này. Đấy, chữ dập nổi lên trên thân này. Đấy. Cái phần sơn của nó làm nước sơn rất đẹp luôn, nước sơn rất đẹp nhá, chất lượng nhá. Đó, nước sơn làm rất cẩn thận. Hai màu chủ đạo là màu cam và màu xám này. Phần bên hông thì được gia cố này, toàn bộ bằng nẹp thép dày, rất dày luôn nhá. Đấy, nên là rất chắc chắn nhá. Đây em sẽ mở ra các bác coi, cái con này mà khi mà mở ra nó rất là to luôn. Mở ra to lắm. À, chiều dài kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là vào là 42 nhá, chiều rộng 20 và chiều cao là 20 các bạn, 42 x 20 x 20. Đây mở ra các con. Đó,
đấy, mình mở ra rất to luôn này, đúng như là cái cánh máy bay luôn, rất là to. Thì nó trên này sẽ có những cái ngăn nhỏ này để các bác đựng những cái đồ nhỏ vào đây. Còn dưới này thì là một cái ngăn to, ví dụ như cái con máy khoan máy khiết để các bác đựng ngăn dưới. Còn những cái bên trên thì các bác chia ra, mình đựng cà lê, mỏ lết, kìm kéo, ốc vít, viêu các thứ rồi. Thì các bác chia ngăn ra thì khi mà các bác dùng cũng rất là tiện, mình dễ tìm đồ nhá. Và nào mà khi mà dùng xong thì các bác lại dập nó vào nha. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Và đây nó có một cái lỗ này. Trên cửa nắp này nó có một cái lỗ này, có lỗ chưa? Đấy, cái lỗ này. Để khi mà ví dụ như là trong trường hợp mà mình ấy thì mình mua cái khóa có móc rồi chưa, là rất an toàn luôn, không lo nó bị mất trộm ở nhà các bác nhá. Nó rất chắc chắn. Con này cái độ nặng của nó về rơi được khoảng tầm 4 cân rưỡi 5 cân luôn, rất nặng nhá, cầm chắc lắm, cầm chắc nịch luôn. Đó đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, tôn dày, dạng tôn lá thép tôn dày nhá. Kích thước 42x30. Đấy, có thể mở ra vào một cách trơn tru, xách đi xách lại rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề của thương hiệu Kirito. Đấy, Kirito này. Đấy, thùng đồ nghề Kirito nhá. Em báo giá luôn. Thùng đồ nghề. Đó, thùng đồ nghề thì sẽ có giá là đi 430.000 các bác nhá, 430k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship luôn nhá. 430.000 một chiếc thùng đồ nghề bao ship này. Kích thước của nó sẽ là 42 nhân với lại 20 nhân với 20. 42 là chiều dài, 20 chiều rộng và 20 chiều cao nhá. Đó, 430k, hàng của thương hiệu Kirito nhá. Đây các bác cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, rất đẹp luôn. Đó, rất chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Phải rơi vào tầm 4 cân rưỡi 5 cân, cầm chắc lắm. Cầm nặng chắc chắn. Không có một tí nào gọi là dơ giếc các thứ gì, chắc nịch luôn. Đó, xịn chất lượng. Này, quá đẹp luôn này. Thiết kế cực kỳ chắc chắn mà tối ưu công năng sử dụng nhá. 430.000 một chiếc nhá, 430k một chiếc thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, 430k một chiếc, quá đẹp luôn. Dầu gió thì bên em vẫn còn hàng Vũ bác nhá. Đấy, dầu gió chuẩn Singapore luôn. Đấy, nhiều bác thì cứ hỏi là dầu gió có chuẩn không, thì em cam kết bác là dầu gió bên em chuẩn 100%. Đấy các bác nhìn từ cái hộp vỏ ngoài của nó này và đến hộp trong này. Đấy, toàn bộ là đều ánh 7 màu đấy nhá. Đấy, là ánh lên là đúng chuẩn, là hàng thật 100% nhá. Đây, made in Singapore này. Đó, một cái lọ này thì sẽ có dung tích là 24 ml. Và hiện tại bên em đang bán một cái hộp dầu gió của Singapore này với giá sẽ là 50.000 một hộp nhá, 50.000 một hộp. Hàng thì hàng này thì của Singapore nhưng mà nó xuất sang Mỹ nhá. Đây này, các bạn nhìn này, cờ Mỹ này. Đấy, hàng xuất đi cho Mỹ nhá, nên là các bạn yên tâm dùng nó, hàng xuất Mỹ thì có yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, nó phải có đạt đủ tiêu chuẩn các thứ nhà thì nó mới xuất sang Mỹ. Đấy, còn hàng thì cứ cam kết với bác là hàng chuẩn 100%, các bác cứ mở ra. Đấy, nhận hàng các bác mở ra kiểm tra bôi thử thơm nóng thì các bác mới nhận hàng cho em nhá. Đấy, cam kết bác là hàng chuẩn 100% luôn, cam kết bác luôn. Nếu mà các bác nào phát hiện mà hàng nhái đền tiền bác luôn. Đó thì đang gửi bác là một cái lọ dầu gió của Sinh này với mức giá sẽ là đi 50k nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được hộp dầu gió xanh, dầu gió xanh này, giá sẽ là 50k một hộp dầu gió xanh này, 50k đây. Bóc cho bác một hộp coi này, đóng siêu kỹ lắm, hàng nói chung là hàng chuẩn nên là các yên tâm đi, bên em cũng tự tin bán cái dòng này luôn. Đấy, từ lọ là bán rất là nhiều, chắc phải đến khoảng tầm vài nghìn lọ đâu ạ, bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Đây, đấy, một hộp là 24 ml nhá, made in Singapore này. Đấy, đây có cả cờ Mỹ này. Đó, đây nhá, một lọ nó như này nhá. Đó, hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp các nhá, hai nắp. Đấy, tại sao nó thiết kế hai nắp thì khi mà ví dụ như là trẻ con hay thứ là dùng là chúng nó không mở đâu nhá. Đấy, vì trẻ con đôi khi nó bôi linh tinh, chẳng may nó bôi vào mắt các thứ này, hoặc là bôi những cái chỗ nhạy cảm là nó rất là sợ. Đấy thì cái này là thiết kế dạng hai nắp để chống, chỉ định là trẻ con không dùng được, chỉ có người lớn dùng được thôi. Đấy, giấy nhận sử dụng đầy đủ luôn. Các bác cứ mở cho em, mùi rất thơm luôn. Đấy, mùi thơm chuẩn dầu gió xanh của Singapore nhá. Một lọ này là 50k nhá, một lọ 50k. Lên mã nha, em sẽ là cái dầu gió xanh của Sinh, made in Singapore. Đó, 50k một lọ nha. Cái dụng cụ ép chanh bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá, em báo giá luôn. Một cái dụng cụ ép chanh này bên em đang gửi bác giá sẽ là 30k một cái nhá. Chất liệu là bằng inox luôn, rất xịn luôn. Lên mã nha, em sẽ là cái dụng cụ để ép chanh nhá. Ép chanh 30k một cái ép chanh nha. Rất là hay. Về các bác hay dùng muốn chanh để vắt nước, đôi khi vắt tay nó lâu ấy, thì các bác cho cái này, các bác vắt này rất là nhanh luôn và rất là tiện. Đấy, cho quả chanh này ép cái ra hết nước luôn. Đấy, và giữ lại hạt và vỏ nhá. Mà các bác vắt kiểu này là nó không bị đắng này, nó không bị đắng chanh, mà không bị đắng chanh mà nó dùng nó nhanh tiện nhá. Bằng inox thôi nhá, cái này bằng inox luôn đấy. Đó, chỉ có 30.000 một cái này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ ép chanh nhá, dụng cụ ép chanh. Đang gửi bác là một cái ép chanh này là 30k một cái đâu nhá, chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm cũng rất hay. Đó, 30k một cái ép chanh nha.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ điều khiển từ xa 100m này. Đấy, báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 90.000 một bộ thôi. Về cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Một bộ này là công suất của nó là 30A để các bác dùng cho motor một tiếc cho em thoải mái luôn. Đấy, thì nó sẽ gồm có là một cái cục nguồn nhá. Một cái cục nguồn và đi kèm cho bác là một cái điều khiển như này này. Một cái điều khiển nó như kiểu điều khiển ô tô, điều khiển cửa xếp ấy. Đấy thì nó sẽ có nút on và nút off này. Điều khiển khoảng cách là 100m nhá, trong điều kiện là không có vật cản nhá, còn nếu mà có vật cản thì sẽ bị giảm. Đó, thì đây. Nó sẽ có là đầu vào này, AC input vào là LN này, sẽ là vào và AC output sẽ là ra. Vào thì các bác cứ vào trực tiếp cho em điện 220 nhá. Đấy, vào trực tiếp vào điện 220 và ra đây các bác ra những cái thiết bị các bác muốn điều khiển, ví dụ như là bóng đèn, tivi thứ gì về các bác đấu nối vào. Đây, thì các bác cứ nhìn cho em số ở đây, nó có số này. Đấy thì sẽ có là 12 này. Số 12 là vào này. Đấy 12 là vào và 34 là ra nhá. Và trong này nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có luôn để về các bác xài và sử dụng nhá. Về các bác dùng để điều khiển từ xa, motor, bóng đèn, thiết bị điện các thứ cho em rất là hay luôn. Một bộ nó chỉ có 90.000 một bộ thôi nhá. Về rất là dễ dàng, dễ dùng, chỉ có 90k. Lên mã em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa đấu nối nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối này. Bộ điều khiển từ xa đấu nối nhá. Cái này còn là đấu nối 12 là vào và 34 là ra nhá. Giá của nó thì đấu nối 100m nhá, khoảng cách là 100m, giá nó sẽ là 90.000 một bộ thôi, chỉ có 90.000. Giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất hay luôn. 90k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bình lọc dầu thừa này. Các bác cứ lên mã cho em xem cái bình lọc dầu thừa nhá. Bình lọc dầu thừa này. Giá của nó sẽ là đi 50k một chiếc thôi. Đấy, 50k một chiếc. Bình này dung tích là 1 lít 3 nhá, về các bác xài gia đình. Đấy, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nấu mà cái dầu thì mình vẫn xài được thì các bác mua cho cái bình này về. Các bác dùng cái bình này để các bác lọc những cái dầu thừa nhá. Đấy, những cái dầu thừa vẫn xài được để các bác dùng, các bác lọc lấy cái dầu thừa. Thì đây. Nó nguyên siêu này này. Đấy, nguyên siêu rất là chắc chắn luôn nhá. Dung tích 1 lít 3 khá là to luôn đấy. Về các bác xài nhá. Có cả cái phần qua này các bác cầm này. Đó, và một cái màng lọc nhá, một cái màng lọc này để đi về các bác mỗi lần dầu thừa các bác lọc qua cái dây này, lọc qua dây này thì nó sẽ cho ra cái dầu nó không bị cặn nhá. Và đấy, ví dụ như cái dầu đấy có rồi thì mỗi lần là các bác dùng các bác xài, và đi kèm nó có nắp này, nắp rồi cả quai nhá. Cái vùng nắp này về các bác lắp vào các bác xài. Đấy, mà mỗi lần các bác lọc xong thì các bác dùng cái nắp này, các bác đậy vào cho nó kín đáo, và mỗi lần mà mình muốn dùng nữa thì các bác lại lấy cái dầu thừa ra các bác dán. Đấy. Nói chung là dầu thì đôi khi các bác dán ít thì nó vẫn còn màu đẹp mà nó vẫn có thể dùng được, thì các bác dùng cái này để tránh lãng phí dầu mỡ đấy nhá. Để tiết kiệm mà ok luôn, bỏ ra 50.000 mua cái này về rất là hay. Bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa có cả cái dây lọc này luôn, là giá sẽ là 50k. Bình thì dung tích sẽ là 1.3 nhá, về các bác lắp vào là các bác xài thôi. Đấy, về lắp vào là xài. Bình dung tích 1.3 dùng rất là hay luôn đó. Bình lọc dầu thừa 50k một cái bình lọc dầu thừa này có nhá. Đây đấy, chuyên để các bác lọc những cái dầu thừa, dầu dán thừa nó nhiều cặn, các bác dùng để lọc ra thành một cái dầu ngon để các bác ăn xài. 50k một cái nhá. Cái cút nối điện này, hay còn nhiều bác hay gọi là cái domino nối điện ấy. Đấy thì về các bác hay phải nối điện đấy đó. Ví dụ như những cái chỗ mà đoạn dây nó bị thiếu thì các bác dùng cái này các bác nối, hoặc là những cái chỗ nào mà cần nối nhanh thì các bác cho em dùng này. Rất tiện dụng luôn nhá. Đấy thì đây rất dễ xài thôi. Bác chỉ mở cho em hai cái lẫy ra này. Đó, sau đó các bác đút cho em dây điện vào. Rất dễ xài ạ, đút dây điện vào. Cái này dây to, dây của tầm 4 ly cũng đút thoải mái luôn nhá. Nhá. Đấy, dây to, dây nhỏ đút thoải mái luôn. Đó, các bác đút vào này, sập nó vào này. Đó, bên này cũng thế này. Đút vào. Đấy, sau đó nó sập nó vào. Đó, đây là chắc hư luôn, các bác giật cho em thoải mái nhá, chắc lắm, giật thoải mái luôn. Vẩy chán không ra. Đấy, con này giật chắc cực kỳ luôn nhá. Vì nó bập vào đây rồi, nó bập rất chắc luôn. Đấy, lúc nào các bác mở cái này lên thì ví dụ ra được, còn không mà nó bập vào rồi thì rất chắc luôn nhá. Đấy, nó bập vào rất chắc, không lo mua via chập cháy nhá. Thì nó sẽ có hai cái màu khác nhau nha, một màu cam, một cái màu xanh này. Đấy, phân biệt âm dương được luôn nhá, đánh dấu cho bác được luôn, rất tiện dụng. Đó, giá thì em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn. Bên em đang bán lẻ một cái này là 5.000 và yêu cầu các bác là mua từ 5 cái trở lên nhá. Đấy, không bán lẻ một cái nhá, không bán lẻ một cái vì giá rất là rẻ rồi. Đấy, thì bên em sẽ bán nó combo là 5 cái một nhá, 5 cái một. Lên mã em sẽ là cái combo 5 cút nối điện nhá, 5 cút nối điện nhanh hoặc là domino nối điện đều được. Giá của nó sẽ là đi 25k nhá, 25k. Đấy, 25k cho combo là 5 cút nối điện nha. Đấy, bán mỗi lần bán là 5 cái một nhá, mỗi lần bán là 5 cái một. Đây, đấy 25.000 cho 5 cái nha. Rất tiện dụng luôn. Về các bác đấu nối nhanh, dây điện dây đóm nha. Đấy, các bác xỏ vào lỗ, bập cho cái này tạch cái vào thế là xong, rất tiện dụng, chắc chắn cực kỳ luôn nhá, chắc chắn lắm. Khi bập vào rất chắc chắn luôn. Combo 5 cút nối điện nhá. Giá sẽ là 25k cho combo 5 cái.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ combo 3 hộp tam chỉ này, với mức giá thì siêu hạt rẻ luôn, dễ mua cực kỳ. Lên mã duy em sẽ là cái combo 3 hộp tam chỉ nhá, 3 hộp tam chỉ. Giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k cho một cái combo nha. Đấy, 20k một combo 3 hộp luôn. Một hộp này thì sẽ gồm có là 50 cái, 3 hộp thì tổng sẽ là 150 cái nhá, mà giá nó chỉ có 20.000 thôi. Bình thường các bác ra những cái quán xá hoặc là hiệu thuốc là người ta đang bán khoảng tầm 20.000 một hộp đẻ này. Đây bên em bán combo 3 hộp nó chỉ có 20.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, cái dòng tam chỉ này thì nha sĩ người ta khuyên dùng rồi. Đấy, rất tốt cho răng miệng lợn yếu. Bình thường là các bác hay dùng những cái tăm chè bây giờ. Đấy, các bác xỉa ấy là rất hay bị viêm lợi, viêm chân răng rồi chảy máu chân răng. Đấy, chẳng may nó có chọc vào rất là ảnh hưởng nguy hiểm đến răng lợi nhá. Đấy, các bác chuyển sang dùng cái tăm chỉ nhá. Rất an toàn luôn. Đấy, dòng này là dòng nha sĩ người ta khuyên dùng. Người ta khuyên dùng cái tăm này này. Đấy, người ta khuyên dùng cái tăm này. Nói chung rất là tốt luôn nhá. Một hộp một combo là 3 hộp nhá. Là 150 cái nhá, 150 cái mà giá nó chỉ có 20.000 thôi. Giá quá hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất ok nhá. Combo 3 hộp tam chỉ 20.000, một combo 3 hộp. Cái mã hàng tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái lô máy xay xin lỗi bác là cái lô súng massage nhá, súng massage 4 đầu. Đấy thì em xả kho báo giá luôn. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 210.000. Hôm nay em về đó bác mức giá rất dễ mua. Giá chỉ còn có 150k nữa, 150k. Lên mã giúp em sẽ là cái súng massage. Súng massage mà nó có 4 đầu nhá. Đấy có 4 đầu massage này. Đấy 4 đầu massage. Giá của nó đang xả kho chỉ còn có 150.000 cho một cái mẫu súng massage 4 đầu thôi. Đấy. Đây, combo thì sẽ gồm có là nguyên hộp này. Đấy, một thân máy này. Một thân máy nhá, một thân máy rất chắc chắn luôn, cầm nặng trịch. Đó. Trong này nó có con motor 7.5 chạy khỏe lắm. Đấy, đây là phần nút bấm này. Các bác bật tắt thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì. Đấy, giữ lì thì máy nó sẽ chạy này. Đấy, cấp độ 1 này, 2 3 4 5 này. Đấy, 6 cấp độ nha các bác nhá, 6 cấp độ này. Và đi kèm là một cái chân sạc ngay cạnh luôn. Đấy, đây là cái chân sạc của nó sẽ là chân Type C. Thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nha các bác nhá, một cái cọng dây cáp sạc. Các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô đây. Thì các bác sẽ sạc cho cái máy này, khi nào hết pin thì các bác sạc nhá. Và cái chân vào, nguồn vào của nó sẽ là cái chân nguồn 5V 2A. Đấy, tức là ví dụ như nhà bác có những cái cục sạc này nó có cái chân USB này. Các bác cắm vô là các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác sạc cho cái máy này ok rồi. Đấy, ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cái cục sạc này. Thì nếu mà các bác nào mà chưa có cái cục sạc để sạc cho cái máy này thì có thể mua thêm. Thì đây hiện tại bên em đang bán cái cục sạc Samsung, cái nguồn nó công suất nó vừa đủ để các bác sạc cho cái máy này. Thì là đang bán là 30.000 một cục nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc Samsung 2A nhá, 2A. Giá của nó sẽ là đi 30k cho một cái cục sạc Samsung 2A nhỉ. Đấy, 30k một cục nhá. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác sạc rất tiện dụng luôn. Đấy. Rồi, quay lại với con máy. Đấy thì đây, hàng thì sẽ là hàng lõi đồng nhá, hàng lõi đồng cực kỳ ok luôn, chắc chắn. Chân sạc ngon lành nhỉ. Đấy thì đây là 4 đầu massage này. Một đầu massage tròn này. Đầu massage hai cạnh này. Đấy các bác massage sống lưng thứ này. Rồi là massage cơ bắp cái thứ các bác dùng đầu này. Rồi một cái đầu nhọn nhọn để các bác massage lòng bàn tay bàn chân. Đấy thì các bác lấy dùng đầu nào các bác lấy đầu đấy ra nhá. Sau đó các bác lấy ra. Ấn trực tiếp vào trong cái lõi máy cho em, ấn mạnh vào. Đấy ấn mạnh vào. Đấy là nó sẽ khớp vào. Sau đó các bác giữ lì cho em, giữ lì này. Đó máy lên này. Đấy 1 này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy mỗi lần các bác bấm thì nó sẽ nhảy lên một cấp độ nhá. Đó. Sau đó các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho em. Đấy, nói chung là con này dễ dùng, cứ bật tắt là các bác giữ lì. Đấy, bật tắt đây, bật lên này. Đó, bật lên này. Đấy, em để khoảng tầm cấp độ 4 nhá nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe nha, đây em test cho bác coi. Máy chạy khỏe lắm, con này thì thấy không? Máy chạy rất khỏe luôn. Đấy, con này mà các bác đấm vào chân tay giờ thì mỗi lần mà mệt mỏi thì bây giờ đấy, muốn cơ bắp nó giãn ra thì các bác dùng con này, các bác đấm cho em thì thích cực kỳ luôn. Đấy, bác nào chơi thể thao này rồi là dân văn phòng các thứ này đấy, đặc biệt là người già nữa hoặc mua món quà này về tặng người thân bạn bè các thứ rất ok luôn nhá. Một con máy massage cực kỳ là chất mà giá nó rất là bình dân, chỉ có 150.000 thôi nhá, 150.000 hiện tại đang xả kho bán nhanh bác luôn. 150k một con máy massage, súng massage 4 đầu nhá, 150k là đầy đủ nguyên hộp nha luôn nhá. Và nếu mà các bác chưa có cái cục sạc để sạc cho cái máy này thì có thể mua cái cục sạc của Samsung nha, là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục để các bác cắm sạc cho cái máy này nhá. Đấy còn nếu mà có rồi thì về các bác tận dụng cái cục sạc ở điện thoại ở nhà các bác cũng có thể cắm được luôn. Đấy là 30.000 một cục sạc 2A nha. Đó. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường.
thường quá mọi người ạ. Mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm, để mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể. Có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, tổng kết sản phẩm 5 sao nhá, dùng rất chất lượng luôn. Đấy, cái này rất ok. 150k nhá, 150k một chiếc máy massage này, đang giảm giá xả kho nhá, đầy đủ phụ kiện trong hộp này. Đấy, là 150k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp bao tay thực phẩm này, để các bác dùng nhà bếp rất tiện dụng luôn. Một hộp này thì sẽ là 100 chiếc. Đấy, là 100 chiếc nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bao tay thực phẩm này. Bao tay thực phẩm nhá. Một hộp này là đi 20k nhá, 20k. 100 chiếc nhá, 100 chiếc bao tay thực phẩm dùng nhà bếp các thứ này. Rồi các bác bóp nộm bóp gỏi dùng sử dụng nhà bếp rất tiện dụng luôn. Đấy, đi vào rất sạch sẽ và an toàn, hợp vệ sinh nhá. Đây thì trong hộp nó sẽ như này. Đấy, thì về các bác bóc ra các bác lấy các bác xài. Đó, dòng này thì cực kỳ là dẻo dai. Nó không như những dòng bao tay thông thường ấy, là các bác đi là nó rất hay xù xù rồi rất là khó chịu, nó không ôm tay, nhưng con này đi rất ôm tay luôn. Đây em xin để bác coi, mà nó co giãn cực kỳ tốt luôn nhá, co giãn rất thích. Đây đó, đi có nhìn này, bình thường này là những cái bao tay bình thường các bác mua xài ngoài là nó hay xù xù ra, đi rất khó chịu mà đi nó không thật tay, nhưng con này đi này rất ôm tay thật tay nhá, mà nó rất là co giãn. Đây con nhìn này, em kéo này, đó thấy không, nó rất là giãn luôn ạ, nó rất là giãn, nó không như những dòng bao tay thông thường đâu. Đấy, nó rất là giãn này, kéo thoải mái cho em đi. Đó đây, kéo này. Đó, kéo thoải mái, kéo mãi nó mới rách thôi nhá. Đó, rất ok. Nó rất là co giãn rất là tốt, đàn hồi tốt. Nói chung là cái ni lông của nó tốt ạ. Đấy, về các bác dùng để sử dụng nhà bếp này, mình bóp nộ bóp cỏ này rồi là sử dụng gia đình. Đấy, đi bao tay mỗi lần mình nấu nước vào cho nó sạch sẽ an toàn nhá. Đấy, đỡ vi khuẩn với khiếc rồi. Một hộp này là 100 chiếc quá nhá, 100 chiếc bao tay. 100 chiếc bao tay, giá của nó sẽ là 20k một hộp nhá. Đấy, 20k nhá, 20k một cái hộp bao tay thực phẩm nhá. Đó, rất là dẻo dai, dùng rất đi rất là thật tay luôn nhá. 20k một hộp bao tay thực phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bịch khăn lau bát này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bịch khăn lau bát nhá. Bịch khăn lau bát là một bịch này là 10 chiếc nhá. Về các bác dùng nhà bếp này hoặc là các bác dùng gia đình nhà mình lau bát, lau bĩa, lau bàn, lau ghế, lau tất cả các loại món đồ nhà mình luôn, rất ok. Và khi nào mà lau xong thì mình có thể giặt đi và tái sử dụng được nhiều lần nhá. Dòng khăn lau cực kỳ là thấm hút nước, rất là bông. Đấy, thấm hút nước, đó, rất ok. Lau tay, lau bát đĩa, lau bàn ghế, lau đồ vật, đồ đạc thì mình ok nhá. Một cái bịch này là 10 chiếc nhá. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn vải lau bát nhá. Đấy, khăn vải lau bát đĩa. Đấy, lau nhà bếp. Đó, lên mã em cứ lên mã em sẽ là cái bịch khăn vải 10 chiếc nhá. Đấy, bịch khăn vải 10 chiếc lau bát đĩa, lau nhà bếp này. Giá của nó thì chỉ có 15k một cái thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái bịch khăn vải nhá. Khăn vải lau bát đĩa nhà bếp này. Giá của nó sẽ là 15k một bịch này. Một bịch là 10 triệu nhá, một bịch là 10 triệu. Đó, chỉ có 15.000 thôi. Đấy, dùng cực kỳ thích luôn và có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng bẩn thì mình có thể giặt đi, phơi khô lại lần sau lại lau tiếp luôn nhá. 15k một bịch 10 triệu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng ổ điện U3 của Thái này, cũng như là cái dòng dây sạc ba đầu nhá. Đấy, ổ điện U3 của Thái như cái dây sạc ba đầu đây. Ổ điện U3 của Thái nhá. Đấy, một ổ này thì sẽ gồm có là dây nguồn này, về các bác cắm trực tiếp nguồn 220 và sạc. Đi kèm cho bác là những cái ổ cắm này, và ở đây thì nó sẽ có ba cái cổng USB nhá, ba cổng USB. Và rất là hay là thiết kế cái này rất là hay là nó có một cái công tắc an toàn. Đó, công tắc an toàn nhá. Lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, tránh như trạng ví dụ trẻ con thì kia các thứ là nó chẳng may là nó cứ cắm tay lên nó bị giật thì các bác lúc nào không dùng thì mình tắt cái này đi, tắt cái công tắc này các bác sạc. Đấy, và nó có ba cổng USB để ví dụ các bác có thể cắm sạc điện thoại này, cắm cổng USB là ok. Đấy, còn đây là những cái cổng để các bác cắm điện bình thường nhá, rất là hợp lý luôn. Ở đây rất chắc chắn luôn, toàn bộ thì dòng ổ chất liệu nhựa chống va đập, chống cháy, chống vỡ cho em nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3 nhá. Ổ điện U3 của Thái nhá, ổ điện U3 của Thái. Ổ này thì giá chỉ có là đi 50k một ổ thôi, 50k một cái ổ điện U3 của Thái này. Đấy, 50k một ổ điện U3 của Thái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dây sạc ba đầu để về các bác sạc điện thoại này. Đấy, sạc tất cả các loại điện thoại nhà mình luôn nhá. Đấy, thì dòng dây sạc ba đầu bên em thì hiện tại đang gửi bác giá sẽ là 40.000 một dây nhá. 40.000 một cái sợi dây sạc ba đầu này. Dây này nó dài hơn mét nhá, khá là dài đấy các bạn. Và toàn bộ dây thì bên ngoài đều được bọc silicone chống cọp chống gãy nhá. Các bác mua cái dây này thì rất là bền rồi, không biết đến bây giờ mới hỏng luôn. Và những cái phần đầu nó này
toàn bộ là bo kim loại hết luôn nhá, rất chắc chắn này. Đây cả cái phần nhánh ra nó toàn bộ được bo kim loại luôn và làm bằng dòng silicon. Đây các bác cứ gập cho em thoải mái này, thả ra cái là bình thường luôn. Đấy, nó chất liệu nó rất là bền bỉ luôn. Đấy, thì cổng vào của nó sẽ là cổng USB, thì các bác có thể mua cái cùng với kiểu U3 nhà này, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm thì nó sẽ có đèn báo như này này. Đấy, khi mà cắm sẽ đèn báo thì cái dây này sẽ có 3 đầu nhá, 3 đầu sạc này, một đầu chân Lightning cho iPhone này, hai đầu còn lại cho Samsung, Samsung đời cũ và Samsung đời mới. Bây giờ Samsung mới thì nó dùng cái chân Type-C này, còn cái Samsung đời cũ thì nó dùng cái chân micro USB này. Đấy thì nó sẽ có 3 đầu để các bác sạc hầu như là tất cả các loại điện thoại bây giờ. Đấy, từ Samsung này, Oppo này, iPhone này, Lenovo, rồi là tất cả các loại máy hiện tại, những cái dòng điện thoại thông minh rồi là đời mới đời cũ sạc được hết luôn nhá. Các bác mua cho em cái dây sạc này về. Thì cái dây sạc này hiện tại em đang bán với bác là giá của nó sẽ là 40k một dây. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc 3 đầu nhá. Đấy, dây sạc 3 đầu. Sạc 3 đầu. Giá của nó sẽ là đi 40k một dây. Còn kiểu ổ điện U3 này thì đang có giá là 50.000 nhá. Thì các bác có thể mua được combo cả ổ cả dây luôn, về mình xài luôn đây này. Đấy, cả ổ cả dây là đây. Có cả ổ luôn, cả ổ cắm điện, cả cổng USB và đây là dây. Đấy, dây thì về các bác cắm xài điện thoại, điện đóm các thứ là ok. Đấy, một combo này là cả dây cả ổ là 90.000 luôn. Còn mua nguyên ổ thì là 50.000, mua nguyên dây sạc không thì là 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp miếng dán thải độc chân này. Đấy, hộp miếng dán thải độc chân em báo giá luôn. Một hộp này thì sẽ có tổng miếng dán là 50 miếng nhá. Chất nó từ thành phần từ thảo dược nhá. Thảo dược tự nhiên, dán rất là tốt luôn. Các bác về dán trực tiếp vào lòng bàn chân, gan bàn chân cho em. Đấy. Thì nó sẽ giúp các bác là hút rồi là thải độc tố từ lòng bàn chân. Đấy, trở ra. Đó, các bác hút hết những cái độc tố lòng bàn chân ra, giúp các bác đả thông kinh mạch này. Đấy, rồi là lưu thông khí huyết này. Đấy, rồi là mạch máu lưu thông hơn, dễ chịu nhá, cảm giác dễ chịu. Thì các bác dán giúp em là lúc mà trước khi đi ngủ nhá, và sau khi ngủ dậy thì các bác bóc ra là các bác đã thấy là hiệu quả của sản phẩm này rồi, dùng rất hay luôn. Đặc biệt là bác nào mà đang đau nhức xương khớp, đau chân đau tay, các bác về dán cho em cực kỳ nhạy luôn nhá. Một hộp này thì giá bình dân thôi, một hộp này là 50 miếng dán nhá. Báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ là cái miếng dán thải độc nhá. Miếng dán thải độc, một hộp 50 miếng với mức giá sẽ là 40k một hộp nha, chỉ có 40.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất hiệu quả. Đây, cái này em cũng đang dùng hộp đây. Hộp này em dùng thi thoảng em dán này. Đấy, thi thoảng là các bác đau chân đau tay, các bác lấy cho bác dán, thì các bác sẽ lấy cho một cái túi nha. Một túi này sẽ gồm là 2 miếng này, thì các bác dán cho em hai bên chân. Đấy, và đi kèm là những cái miếng cái này là những cái miếng dính nhá. Đấy, em hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đấy, thì bắt đầu là các bác sẽ lấy cho em một cái miếng to, đó là cái miếng dính nhá. Đấy, thì các bác lấy miếng dính này, các bác bóc ra, bóc cái lớp bảo vệ keo ra, bóc ra đó thì nó sẽ có xuất hiện một cái lớp keo đây, rất là dính nhá. Đó, thấy không, rất dính luôn. Và các bác bóc cho em cái túi này ra, đó thì nó sẽ có là hai túi thuốc ở trong này, có hai túi thuốc ở trong này nhá. Đấy, có hai cái túi thuốc ở trong này, thì các bác dán trực tiếp cái miếng này vào trong băng dính nhá. Đấy, dán trực tiếp vào trong băng dính, và cái phần còn lại là các bác dán trực tiếp vào. Ví dụ ở đây em đang có cái gan bàn chân, ở đây em không dán chân thì em quay nó hơi khó quay, thì đây em lấy luôn cái gan bàn tay này, các bác úp luôn vào trong cái gan bàn chân của bác nhá. Đấy, sau đó các bác dán nó vào. Đấy, các bác dán vào là các bác cảm thấy là cái độ nóng của nó có luôn nhá. Đấy, cái độ nóng của nó là nó sẽ có luôn. Đấy, bắt đầu nó sẽ nóng dần lên nhá, rất là hay. Đấy, thì các bác dán giúp em là dán qua đêm nhá, lúc nào mà sáng ngủ dậy là các bác bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn nhá. Đấy, bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Dán trực tiếp vào gan bàn chân giúp các bác thải độc này. Đấy, thải độc những cái độc tố trong người ra này, rồi là đả thông kinh mạch nhá. Đấy, rồi là lưu thông khí huyết mạch máu, rất tốt cho sức khỏe luôn. Một hộp này là 50 miếng dán như thế, với mức giá sẽ là 40.000 hộp thôi, giá rất hạt rẻ anh dân. Đây là kết quả sau một đêm dán miếng dán thải độc gan bàn chân. Bình thường mua 120.000 một hộp, nhưng hôm nay TikTok trợ giá chỉ còn 48.000 một hộp. Giấc ngủ rất là quan trọng mấy anh chị ơi, đặc biệt là người lớn tuổi nè, thường hay mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Miếng dán thải độc từ ngải cứu này á, nó sẽ giúp giữ ấm bàn chân nè, phần nào đào thải bớt độc tố chất do trong người mình, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và làm giảm triệu chứng tê bì chân tay rất là ok nha. Thành phần từ ngải cứu và các nguyên liệu đông y như là vỏ cam, than tre nên dùng ok lắm. Cách dùng thì rất là đơn giản, mình chỉ cần dán mặt hình này vào miếng dán, sau đó dán vào lòng bàn chân mỗi tối trước khi ngủ. Khi mỗi sáng thức dậy, mình sẽ thấy miếng dán này nó chuyển thành màu đen và có một xíu nhớt, đó chính là phần nào độc tố trong cơ thể mình đào thải ra. Tranh thủ dịp này nè, mình gom về cả nhà mình dùng hoặc là làm quà biếu ông bà cha mẹ cũng rất là hữu ích nha mấy anh chị ơi. Đây là kết quả sau đấy, thực tế về sản phẩm nha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, hộp miếng dán thải độc nhá, hộp miếng dán thải độc một hộp là 50 miếng, với mức giá sẽ là 40k một hộp nha.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái võng dù này. Đấy, võng dù để các bác đi chơi này, đi du lịch. Đấy, rồi là các bác sử dụng ở nhà cũng rất là hay luôn. Đấy, có cả túi đi kèm luôn nhé, rất cẩn thận. Đấy, con này thì chất liệu là từ vải dù canvas, nằm cực kỳ mát luôn và rất là bền. Đó. Đây. Đi kèm nó có cả dây luôn nhé, rất chu đáo luôn. Đấy, có cả dây luôn này. Đấy, có cả dây, dây dù rất to nhá. Cái dây dù này thì các bác dùng thì yên tâm, dùng thì không biết đến bao giờ mới hỏng luôn. Dây dù nó to dã man. Đấy, cái này em nhìn cái dây em lấy rất là ưng rồi này. Đây là dây dù này. Đấy, dây dù rất to nhá. Đấy, và đây là cái phần võng này. Võng thì được đan rồi là làm rất là cẩn thận tỉ mỉ luôn. Đấy, thì về các bác gỡ ra các bác xài. Đây. Nó đây. Đan này, đan bện rất cẩn thận luôn nhá. Các bác nằm thoải mái trong luôn, không lo đứt đâu. Những cái dòng này thì người ta làm bện thủ công bằng tay rồi thì rất là bền luôn. Đó. Chất liệu vải nó là dạng vải canvas, vải bố nhá. Vải bố canvas nên là khi mà các bác xài nó rất là mát. Đây các bác nhìn này, những cái mắt của nó rất là thưa này. Đấy, nên khi mà các bác xài nằm rất là mát luôn. Đấy, nằm không nó không bị nóng lưng đâu ạ. Đó. Và cái chính của sản phẩm này là cái võng nó rất là to, võng to lắm. Võng này của nó kích thước thì chiều dài sẽ là 1m9 nhá các bác nhá. Chiều dài là 1m9. Và chiều rộng của nó là đi 70 ạ, chiều rộng của nó là 70. Đó thì em báo giá luôn. À chiều rộng của nó là đi bao nhiêu nhỉ? Chiều rộng là 80 các bạn, chiều rộng 80. Dài là 1m9 này, dài 1,9m nữa nhá, 1,9m nên là người lớn trẻ em nằm là hết luôn. Và rộng sẽ là đi 80 cm. Giá thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 80k một cái vải cái võng dù du lịch nha. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi cắm trại hoặc là sử dụng ở nhà đều được nhá. Vì nó có sẵn dây rồi, có sẵn cái dây cả túi đựng luôn. Về các bác xài thôi, 80.000 một cái nha. Đấy. Đây, đó cái này màu sắc lè lẹt hơn này, còn cái này thì màu nó điềm đạm hơn một chút. Đó, đây, chất liệu là dạng dù canvas nhá. Các bác nằm rất là mát luôn. Đó, cái phần mắt nó rất là thưa, nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái, có cả dây dây buộc đi kèm luôn nhá, có cả dây buộc đi kèm luôn. Rộng là 1m, dài 1m9 và rộng là 80. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Rất là to luôn nhá. Đây, ví dụ như là ba người này, hai trẻ con, một người lớn nằm thoải mái rất là to. Đấy, các bác về sử dụng, ví dụ mang đi du lịch, đi chơi, mình đi cắm trại rồi các bác sử dụng ở nhà. Đấy, mang ra vườn ra tược ra gốc cây các bác đeo lên, các bác nằm rất thoải mái, êm ái, ok nhá. 80k một chiếc nhá. Cái lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Võng dù. Võng dù. 80k một chiếc. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên. Không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn.
Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn, đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào sốt tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha, để gửi bác này. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi, 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3 và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB này. Các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại em đang bán là 20.000 một viên nhá, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy, thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này xanh luôn này, tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông, nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là sai. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên đúng nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó trong cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật lên em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này
cái con bluetooth này đấy, cái con cổng USB bluetooth và cái con chuột này nó sẽ linh, tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá, cái pin này có tích điện đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá, các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn, các bác sạc một lần các bác xài từ một tháng cho đến nửa tháng luôn, pin nó cực kỳ trâu nhá, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng đấy, thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này, đây cái con em đang xài đây đấy, thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, thì em di cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá, đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đấy, vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bạn nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bạn nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bạn nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on đấy, cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần, pin nó cực kỳ trâu bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo em nhá, đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhà. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy các bác nhá. Rất ok luôn. Đấy 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã thì em sẽ cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây. Bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ
thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác cầm nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy nó có thể là gập lại này. Đấy ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó nó có thể gập gọn vào, gập một góc 9 độ nhá. Đó, rất là hay. À 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy súng chĩa L. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy 50.000 một cái này. Đó 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn các bác nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy và ở đây nó có một cái cò. Đó thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thẻ ta là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này chứ. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây. Cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ để khi mà nó hết cái giờ là tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại
cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12. Thì hiển thị là trên số 12 tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nhá các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, vì thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy. Đây, cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mạng nhá, sẽ là cái ổ hẹn giờ đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. Năm là mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này. Vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon này luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. Giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên bịch nguyên túi mới keng luôn. Quá chất lượng, gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là
60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo anh em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.